Thầy nhắc lại là sáng nay mình tiếp tục học lý thuyết cái phần chương 2 biến ngẫu nhiên nha các em. Thì các em dở tài liệu ra chỗ trang 47 ha. Trước tiên là cái khái niệm về biến ngẫu nhiên. Thì chỗ định nghĩa 2.1 mà các em đọc chỗ đó. Thì về khái niệm biến ngẫu nhiên đó, thì ở đây đó em nhớ cho thầy cái định nghĩa biến ngẫu nhiên là một cái đại lượng bằng số. Không, đại lượng bằng số mà giá trị nó nhận được một cách ngẫu nhiên tùy theo kết quả của phép thử. Và các cái biến ngẫu nhiên đó mình sẽ ký hiệu bằng các cái chữ cái in hoa X, Y, Z. Phải không? Tức là những cái chữ cái mà cuối bảng chữ cái thì sẽ miền giá trị của biến ngẫu nhiên mình sẽ ký hiệu là IMX, và nó là tập hợp tất cả các giá trị của X. Không? Thì về mặt toán học đó, định nghĩa biến ngẫu nhiên nó là một cái ánh xạ hay là một cái hàm, nó đi từ cái không gian mẫu của phép thử. Không? Nó đi từ không gian mẫu của phép thử, đi không gian mẫu của phép thử đến cái tập số thực. Và cái hàm này nó phải có một cái tính chất là gì? Tập hợp tất cả những cái biến cố sơ cấp nằm trong không gian mẫu sao cho cái ảnh của nó qua cái ánh xạ này, qua cái hàm này nó nhỏ hơn cái số thực ít. Thì cái hàm này nó phải thỏ là cái tập hợp này nè, nó là một biến cố. Thường thì trong cái ở cái chương 1 đó thì biết là mỗi tập con của không gian mẫu nó đều biến cố, nhưng mà có những cái trường hợp mà khi mà mình người ta mở rộng ra cái không gian mẫu ra đó, thì có những cái trường hợp là cái tập con nó không phải biến cố. Thì cái hàm như thế này nó phải thỏa mãn tính chất này thì nó mới gọi là biến ngẫu nhiên. Tuy nhiên thì ở chương trình chúng ta học thì một cái hàm mà từ cái không gian mẫu sang tập số thực nó đều thỏa điều kiện này hết thì mình sẽ gọi đó là một biến ngẫu nhiên ha. Đấy. Thì các em lưu ý là em phải phân biệt được cái khái niệm biến ngẫu nhiên với biến cố. Không? Thì bây giờ mình có cái không gian mẫu như thế này, có không gian mẫu như thế này thì tập hợp những cái tập con của không gian mẫu như đây A, B, C đấy, thì cái này nó gọi là biến cố. Nhưng mà bây giờ đó là mình mỗi biến cố này đó thì nó bao gồm một số cái biến cố sơ cấp, mà các cái biến cố sơ cấp này đó nó là những cái phần tử, có thể là nó có thể là số, cũng có thể là chữ, không, cũng có thể là một cái đối tượng nào đó. Nhưng bây giờ mình sẽ gắn những cái đối tượng ở bên đây, tức là những cái điểm ở trong cái không gian mẫu này, mình sẽ gắn cho nó một con số ở trên trục số thực. Trục số thực R. Thì mỗi cái cách gắn như thế này nè, mỗi cái gắn như thế này nó là một biến ngẫu nhiên. Cái gắn này mình đặt là cái gắn chính là một cái ánh xạ hay là một cái hàm đó. Thì cái này nó chính là gì đây? Biến ngẫu nhiên. Biến ngẫu nhiên hay còn gọi là đại lượng ngẫu nhiên. Đấy. Thì bây giờ cứ mỗi cách gắn là nó là một biến ngẫu nhiên. Đấy. Còn biến cố là gì? Biến cố là tập con của không gian mẫu. Nghe chưa? Còn biến ngẫu nhiên là gì? Biến ngẫu nhiên là một cái ánh xạ đi từ cái không gian mẫu sang trục số thực. Đấy. Về bản chất nó thì như vậy, thì bản chất của biến cố nó là tập hợp, đúng chưa? Còn bản chất của biến ngẫu nhiên nó là một hàm. Đấy. Nhưng mà mối quan hệ giữa biến cố và biến ngẫu nhiên như thế này. Đấy. Thì nếu mà X là biến ngẫu nhiên thì X nhận với một cái giá trị nào đó nhỏ hơn X, thì cái thể này nhỏ hơn chữ A đi để cho nó phân biệt. Thì cái này nó chính là biến cố. Đấy. Thì tập hợp X nhỏ hơn A nó chính là cái gì? Tập hợp X nhỏ hơn A nó chính là gì? X nhỏ hơn A nó chính là tập hợp tất cả những cái omega nằm ở trong không gian mẫu
sao cho ít tác động lên omega là nó nhỏ hơn cái số thực A này. Đấy, thì cái tập này được gọi là, cái này nó chính là biến cố rồi. À, biến cố. Như vậy mình phải phân biệt hai khái niệm là biến biến cố và biến ngẫu nhiên. Tuy nhiên giữa biến cố và biến ngẫu nhiên nó quan hệ như thế này. À, tức là tập hợp những cái điểm mẫu hay là những cái biến cố sơ cấp sao cho cái giá trị của x mà nó nhỏ hơn a đó thì nó trở thành biến cố. À, tức là cái chỗ này mình ghi là x nhỏ hơn a là biến cố. X là biến ngẫu nhiên, a là biến cố. Nhưng mà khi mình cho x nhỏ hơn a hoặc là x lớn hơn b thì nó trở thành biến cố. À, vậy thì biến cố là cái sự kiện là biến ngẫu nhiên đó, nó nhận một cái giá trị nào đó nhỏ hơn số a hoặc là lớn hơn số a hoặc là lớn hơn bằng a nhỏ bằng b vậy. À, thế thì ở đây mình thấy là ở đây một số cái ký hiệu viết tắt này các em phải lưu ý cho thầy nè. X bé hơn bằng x tức là tập hợp những cái biến cố sơ cấp nằm trong khăn văn mẫu sao cho x omega nhỏ bằng x, thấy không? Và cái ký hiệu tương ứng với ký hiệu viết tắt này. Như vậy thì cái tập này không phải là tập hợp. Mình thấy là cái biến ngẫu nhiên đó là một cái ánh xạ hoặc là một cái hàm đi từ cái không gian mẫu omega nè sang trục số thực nè. Đấy. Nhưng mà cái ký hiệu này là một cái tập hợp, mà cái tập hợp này nó không phải là tập số. Thấy không? Em lưu ý này, nó không phải tập số mà nó là tập hợp những cái biến cố sơ cấp nằm trong omega. Như vậy cái thằng này nó chính là tập con của omega. Thấy không? Tập con của omega. Thấy không? Tức là của không gian mẫu. Đấy. Vậy thì tóm lại là những cái ký hiệu viết tắt này mình có thể ghi là x thuộc k. Nó chính là tập hợp những cái omega nằm trong cái không gian mẫu sao cho x omega thuộc k. Đấy. Thì đó là cái định nghĩa về biến ngẫu nhiên ha. Thì em lưu ý là đây mình ký hiệu biến ngẫu nhiên, nếu mà biến ngẫu nhiên x thì miền giá trị đó mình ký hiệu y y mà x ha. Được 59 bạn vô, 58 rồi. Thầy có hai cái dư sơ cho nên là còn 57. Cái này đi học hay sao mà học Google Meet mà còn chảy nữa ta. Thấy không? Rồi bây giờ mình tiếp tục ha. Thì nó có một cái tính chất như thế này kia. Thì nếu x y là các biến ngẫu nhiên thì x y là biến ngẫu nhiên và AB là các số thực thì AX cộng B là biến ngẫu nhiên. Rồi X nhân Y là biến ngẫu nhiên, X trừ Y là biến ngẫu nhiên. Min của X Y hoặc là max của X Y cũng là cái biến ngẫu nhiên. Hơn nữa nếu mà GX là một cái hàm liên tục thì mà G tác động lên X nó cũng là biến biến ngẫu nhiên. Rồi, tiếp tục mình sẽ nghiên cứu các ví dụ nha. Rồi, một bạn đọc cho thầy ví dụ 2.1 à. Nguyễn Trọng Nhân Trọng Nhân Nguyễn Trọng Nhân có mặt không ạ? À? Dạ có đây. Rồi, đọc cho thầy ví dụ 2.1 rồi. Dạ, gieo một đồng xu cân đối đồng chất hai lần. Ký hiệu X là số mặt sắp xuất hiện. Khi đó, X là một biến ngẫu nhiên và miền giá trị của X là im X bằng 0, 1, 2. Biến ngẫu nhiên này có miền giá trị hữu hạn. Rồi, thầy cảm ơn. Đấy, bây giờ thầy sửa cái thằng này thành số 3 nè. Nếu như thầy sửa chỗ này thành số 3 nè, em cho thầy biết coi biến ngẫu nhiên x. Cái này thầy bỏ đi, bây giờ thầy sửa thành số 3. À, gieo đồng xu cân đối đồng chất 3 lần, ký hiệu x là số lần mặt sắp xuất hiện.
khi đó cái IMX này mình sửa thành như thế nào? Này mình sửa thành như thế nào? Rồi, trả lời câu hỏi cho thầy coi. Được không trọng nhân? Im ru vậy. Chăng Dạ, thầy. trọng Dạ nhân. thầy, thầy nói lại đây nãy em không nghe. Nghĩa là chỗ này là cái ví dụ của mình đó, là gieo 2 lần thì khi đó thì cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên ít nó nhận giá trị là 012 đúng không? Bây giờ nếu mà mình sửa số 2 này thành số 3 nè, gieo 3 lần thì miền giá trị của nó là từ mấy đến mấy? Nhận giá trị nè. Thầy là 0, 1, 2, 3. 0 1 2 3. Rồi thầy cảm ơn. Thế bây giờ mình hiểu sâu, tìm hiểu sâu thêm cái ví dụ này cái nữa ha các em. Bây giờ là thầy giả sử như mình gieo con xúc xắc cân đối đồng chất 3 lần, gieo con xúc xắc cân đối đồng chất 3 lần, gieo, xin lỗi, gieo đồng xu chứ, gieo đồng xu này cân đối đồng chất 3 lần. Thế thì cái không gian mẫu của phép thử nó là cái gì? Không gian mẫu của phép thử, một bạn nói cho biết coi, Omega nó gồm những kết quả nào? Bùi Đình Bảo. Bùi Đình Bảo. Bảo không có mặt phải không? Rồi bây giờ về mở camera lên hết cho thầy đi, để thầy dễ kêu. Để kêu không biết đứa nào có mặt không có mặt. Cam em hư rồi thầy. Cam bị lỗi rồi. Nguyễn Nhật Minh nói cho thầy biết cái không gian mẫu của phép thử này là cái gì em? Đây là 18. Không gian mẫu của phép thử là em phải liệt kê tất cả các cái kết quả của nó ra. Gieo gieo đồng xu cân đối đồng chất 3 lần thì không gian mẫu nó nhận những kết quả nào? Chẳng hạn như là lần đầu em xuất hiện mặt sắp, lần 2 xuất hiện mặt sắp, lần 3 xuất hiện mặt sắp luôn, thì mình phải có 3 chữ S không? Đúng không? Rồi em liệt kê tất cả những kết quả tiếp theo cho thầy coi. Có hình dung không? Dạ hay là sắt sắt nữa. Đúng rồi. Cái gì nữa? Sắt nữa nữa. Không, bây giờ em lên thống kê theo cái chữ S đi. Bây giờ 2 chữ S trước đi. 2 chữ S còn kết quả nào Dạ không. đó không? Kỳ vậy. Không còn nữa hả? 2 chữ S đi, chẳng hạn như là S, N, S như vậy, có 2 chữ S không? Hai cái này nó Dạ. phân biệt không? Chỗ này nè. Cái này có nghĩa là lần đầu xuất hiện mặt sắp, lần 2 mặt sắp, lần 3 mặt ngửa. Còn cái này là lần đầu mặt sắp, lần 2 mặt ngửa, lần 3 mặt sắp. Nó khác nhau chứ. À, Phải không? em tính 2 chữ S đầu á thầy. Chừng nào 2 chữ S đầu hết rồi thì em tính tiếp thôi thầy. Bây giờ thống kê theo số chữ S đi. Rồi. Cái gì nữa? Liệt kê cái này. NSS Rồi nửa đúng sắp rồi. sắp Rồi gì nữa? Tới 1 chữ S. à, sắp ngửa ngửa Sắp ngửa ngửa rồi gì nữa? sắp
ngửa sắp ngửa, ngửa sắp ngửa này. Ngửa sắp ngửa rồi. À, ngửa ngửa sắp này. Ngửa sắp ngửa gì nữa? Tới ngửa 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 này. À, ngửa 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 đúng chưa? Đấy thì bây giờ ở đây là mình có tổng cộng có 8 kết quả này em thấy không? Thì cái này á, là mình coi nếu mà nó có 3 chữ S thì mình sẽ gán lên số 3, có 2 chữ S thì mình sẽ gán lên nó số 2. Cái này cũng có 2 chữ S mình cũng gán số 2 luôn, 2 luôn. Này 1 chữ S thì gán lên số 1, 1. Và cái này là không có chữ S nào mình gán cho số 0. Như vậy thì mình nếu mà mình gọi if là cái biến ngẫu nhiên mình viết tắt là BNN hay các em. À, chỉ số số lần hay là số mặt sắp, rồi số mặt sắp đi. Số mặt sắp xuất hiện trong 3 lần gieo nè, trong 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 3 lần gieo nè, thấy không? Thì cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên if này là nó bằng là 0 1 2 3 đúng chưa? Đấy. Lúc nãy thầy có hỏi bằng trong văn là bạn đã xác định được cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên này. Đấy, thì bây giờ mình gõ tại sao mà nó là 0 1 2 3 chưa? Đấy, 0 có nghĩa là không có mặt sắp nào, tức là không có chữ S nào. Không có chữ S nào. Còn 1 có nghĩa là một lần xuất hiện mặt sắp. Đấy. Hai có nghĩa là hai lần mặt sắp ha, ba là ba lần mặt sắp. Đấy. Đấy thì bây giờ em đảo là cái ví dụ này, gieo một đồng xu cân đối đồng chắc hai lần ha, chỗ này mình hai lần thôi, mình sửa đề này, lại mình sửa đề bên kia rồi. Đấy, thì cái không gian mẫu như thế này, thì ở đây đó là em cũng triển khai giống như thầy vậy nè, triển khai giống như triển khai ra cái không gian mẫu như thế này, rồi em gán số nó, thì ở đây em sẽ được cái biến ngẫu nhiên này. Rồi, tương tự như vậy thì cái ví dụ 2.2 đó là mình gieo một con xúc xắc cân đối đồng chắc phải không? Gieo một con xúc xắc cân đối đồng chắc nhưng mà nó không có để mấy lần hết thì mình hiểu đây là gieo một lần thôi. Một lần thì nó có 6 kết quả. Nếu xuất hiện mặt 1 chấm mình ghi số 1, xuất hiện 2 chấm ghi số 2, vân vân. Thì cái không gian mẫu của nó cũng chính là 1 2 3 4 5 6 và cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên chỉ số chấm xuất hiện nó cũng là 1 2 3 4 5 6, thấy không? Còn cái ví dụ 2.3 đó là mình quan sát số người đến một cái siêu thị Vincom trong một cái khoảng thời gian nửa tiếng hồ, không? Từ 8 giờ đến 8 giờ 30. Thì khi đó cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên này là 0 1 2. Bởi vì trong cái khoảng thời gian này có thể là không có người nào đến thì ít mình không. Nếu mà có một người đến thì mình ít một, nếu có hai người đến thì ít hai, vân vân. Nhưng mà nó còn có thể cái này là cái biến số, không? Nó có thể là một cái số rất lớn, chẳng hạn như trong khoảng thời gian đó bùng một cái nó có 100 người đến siêu thị nha. Thì cái biến biến này biến ngẫu nhiên này mình gọi là biến ngẫu nhiên có miền miền giá trị của nó là gì? Cái này cái tập này mình gọi là tập vô hạn điểm được. Ha, miền giá trị này là mình gọi là tập vô hạn điểm được. Thì em để ý đây, đây là vô hạn điểm được. Nó giống như tập số tự nhiên, em điểm hoài lên được. Điểm hoài lên được. Thế còn cái ví dụ 2.4. Ví dụ 2.4. Thì bây giờ cái ví dụ về cái chiều cao của một một bạn sinh viên trong lớp, bây giờ mình gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ chiều cao của một bạn bạn trong lớp thì cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên đó thì nó sẽ rơi vào trong khoảng là gì? 145 đến 175. À, ở đây 145 là gì? Là cái chiều cao thấp nhất, còn 175 là chiều cao cao nhất, thấy không? Đấy, còn cái cân nặng cũng vậy. Đấy, thì các em lưu ý cho thầy là cái biến mà chỉ chiều cao cân nặng thì miền giá trị nó đều là vô hạn, không đếm được, thấy không? À, tương tự như vậy thì cái ví dụ 2.5 nè. Mình bắn một cái viên đạn vào bia và gọi x là khoảng cách từ điểm chạm của viên đạn đến tâm của bia. Thì cái giả sử như mình bắn một viên đạn vào bia
cái này là chỗ viên đạn nó trúng nè, còn chỗ này là tâm bia. Chỗ cái tâm bia này người ta còn gọi là hồng tâm đó, hồng tâm. Nó có một cái điểm đỏ trên cái tấm bia bắn cung hay là bắn đạn gì đó. Hồng tâm. Bây giờ mình mới sẽ đo cái khoảng cách từ cái điểm chạm của viên đạn đến tâm của bia. Khoảng cách này mình ký hiệu nó là x. Đấy. Thì ứng với khi mà mình bắn một viên đạn thì nó ra trúng một cái điểm như thế này. Đấy. Trúng điểm thế này thì đo khoảng cách từ cái điểm này đến cái hồng tâm thì mình được một cái khoảng cách là ít, thì ít nó thay đổi không, nó đại lượng bằng số mà giá trị nó thay đổi tùy theo kết quả phép thử không. Đấy. Thì cái bán kính của bia này đó, bán kính của cái bia này là nó bằng d d dưới d này, như vậy thì rõ ràng là cái ít này nó sẽ nhận giá trị trong khoảng từ 0 đến d không, và cái khoảng này đó thì mình gọi nó là tập liên tục không đếm được. Tập vô hạn không đếm được hay gọi là tập liên tục. Nó chính là một cái khoảng hay một cái đoạn hoặc là nửa khoảng trong cái tập số thực đó. Rồi tương tự như vậy thì cái ví dụ 2.6 về tuổi thọ của một linh kiện điện tử thì nó cũng sẽ gơ vào trong một cái khoảng. Ha. Thì như vậy thì qua cái ví dụ này, các cái ví dụ này đó là mình thấy là có những biến ngẫu nhiên mà miền giá trị nó là hữu hạn, rồi có những biến ngẫu nhiên miền giá trị nó cũng vô hạn nhưng mà đếm được, còn có biến ngẫu nhiên là miền giá trị của nó là vô hạn không đếm được luôn. Vậy thì qua đó mình sẽ phân chia các biến ngẫu nhiên thành là gì đây, biến ngẫu nhiên rời rạc và biến ngẫu nhiên liên tục không? Thì mình phải phân chia, mình phân chia ra thành biến ngẫu nhiên rời rạc và biến ngẫu nhiên liên tục. Tức là mình phân chia ra kiểu này là biến ngẫu nhiên nè, phân chia ra là loại rời rạc. Rời rạc thì nó có hai trường hợp là miền giá trị của nó là hữu hạn, hữu hạn. Thứ hai là vô hạn nhưng mà đếm được. Và còn một biến ngẫu nhiên loại thứ hai là biến ngẫu nhiên liên tục, liên tục. Thấy không? Đó, thì nó là cái miền giá trị cái nó là một cái khoảng y mà x là một cái khoảng hay hay một cái đoạn đoạn hay nửa khoảng trong 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 R, trong tập số thực R không. Đấy. Thì cái ví dụ về biến ngẫu nhiên liên tục á, chẳng hạn như là chiều cao nè, chẳng hạn như em đo chiều cao ngẫu nhiên của một cái cây công nghiệp ở trong nông trường thì cái nó ra một con số x, và x nó là một cái biến ngẫu nhiên liên tục không. Rồi cân nặng nè, cân nặng nè không. Rồi tuổi thọ nè, tuổi thọ, tức là những cái biến chỉ về chiều dài hoặc là về khối lượng hoặc về thời gian là những cái biến liên tục. Thì sau đây tuần sau mình có thực hành đó về 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 biến không? Và dữ liệu đó không? Thì ở tuần sau thì mình sẽ nói về cái biến, thế nào là biến liên tục, thế nào là biến rời rạc không. Đấy. Thì các em học chỗ này em mới nhớ biến đó chính là biến ngẫu nhiên đó nha. Thì khi mình thu thập dữ liệu thì những cái số liệu mình thu thập được trên một cái dấu hiệu nghiên cứu đó là một biến ngẫu nhiên. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ nghiên cứu tiếp, đảo lại cái ví dụ này, đảo lại cái ví dụ số 2.2 nè, nhưng mà bây giờ mình sẽ không gieo một lần, mình gieo hai lần, thấy không? Và mình sẽ khảo sát cái định lý 2.1 lại như thế này kìa. Đó là mình gieo con xúc xắc cân đối đồng chắc hai lần. Lúc nãy là gieo đồng xu, bây giờ mình gieo con xúc xắc ha.
Thì cái không gian mẫu của phép thử đó, nó là tập hợp những cái bộ easy như thế này, easy giữa là dấu chấm phẩy nghe kìa, easy, rồi trong đó là y chạy từ 1 đến 6, rồi z này cũng chạy từ 1 đến 6 luôn. Đấy. Thì cái không gian mẫu của phép thử như thế này, bây giờ thầy sẽ gọi x là biến ngẫu nhiên, chỉ số chấm xuất hiện ở lần đầu, và y xin lỗi y dài, y là biến ngẫu nhiên chỉ số chấm xuất hiện ở lần sau. Các em gọi ví dụ này chưa? Đấy, thì bây giờ đó là mình có hai biến ngẫu nhiên thôi, biến ngẫu nhiên x và biến ngẫu nhiên y. Bây giờ một em tìm cho thầy coi miền giá trị của x nó bằng cái gì. Lê Trung Kiên. Tôi giảng hơi nó buồn ngủ cái gì vậy? À. Nguyễn Thị Thúy Vi trả lời cho thầy coi. Lê Trung Kiên là vắng lắm. Thúy Vi đâu? Dạ nghe thầy ơi. Rồi, có theo cái ví dụ không? Theo dõi ví dụ không? Miền giá trị của x sẽ gồm những phần tử nào? Cái này hồi nãy em chưa theo dõi thầy, cái hồi nãy em vô trễ. Giờ x là biến ngẫu nhiên chỉ số chấm xuất hiện ở lần đầu, bây giờ em gieo con xúc xắc thì nó sẽ xuất hiện mặt mấy chấm? À, bây giờ em coi ví dụ này lại cho thầy nè, coi ví dụ này, ví dụ 2.2 nè, thấy chưa, đọc ví dụ 2.2 rồi thầy nghe coi. Giờ con xúc xắc cân đối đồng nhất và y là số chấm xuất hiện, khi đó y là biến ngẫu nhiên với và im y là bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biến ngẫu nhiên này có miền giá trị của này. Rồi, hiểu chưa? Con xúc xắc thì nó sẽ, khi mà em gieo con xúc xắc thì nó, cái kết quả có thể xảy ra của nó là mặt 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm, đúng không? Vậy thì nếu mà xuất hiện mặt 1 chấm thì mình ghi số 1, mặt 2 chấm mình ghi số 2, đúng chưa? Đấy, như vậy thì cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên này, y là biến ngẫu nhiên chỉ số chấm xuất hiện, vậy thì số chấm xuất hiện có thể là 1, có thể là 2, có thể là 3, 4, 5, 6 vậy đó, đúng không? Vậy thì đây là miền giá trị của biến ngẫu nhiên này. Đó, bây giờ em đảo lại cái ví dụ này, em đọc lại: gieo con xúc xắc cân đối đồng chất 2 lần, thì cái không gian mẫu của nó là bộ y như thế này, đúng không? Y có nghĩa là lần đầu xuất hiện mặt y chấm, z có nghĩa là lần hai xuất hiện mặt z chấm, và y này nó đều chạy từ 1 đến 6 như lúc nãy hết, đúng không? Vậy thì nếu mà gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ số chấm xuất hiện ở lần đầu, y là biến ngẫu nhiên chỉ số chấm xuất hiện ở lần sau, thì miền giá trị của biến ngẫu nhiên x là gồm cái kết quả nào? Phải là gì? Một một mà. hai ba bốn năm sáu Đúng rồi, thế thôi, không có gì khó đâu. Đấy, bây giờ còn miền giá trị của y nó cũng tương tự như vậy thôi, thấy không? Miền giá trị của y thì mình ghi ký hiệu là im y thì nó cũng bằng 1 2 3 4 5 6. Tôi thầy giảng bài mà không không gắng theo dõi, người mai mốt mà thầy không giảng rồi làm sao mà em biết được, tại vì em phải học, tự học còn nhiều mà, phải không? Đấy. Thế thì bây giờ mình sẽ lập một cái biến ngẫu nhiên mới, là biến ngẫu nhiên z z bằng x cộng y, thì miền giá trị của z nó sẽ gồm những cái giá trị nào, ai nói được? Quỳnh Phước Thạch. Quỳnh Phước Thạch có mặt không? Dạ có em hề. Rồi tốt.
Em nói cho thầy biết coi cái miền giá trị của Z nó gồm những cái giá trị nào. Z bằng x cộng y á. Thấy không? Ví dụ như x bằng 1 và y bằng 1, x nó nhận giá trị 1 không? X nhận giá Dạ trị nhận 1. Y nhận giá trị 1, vậy thì x cộng y giá trị nó là nhiêu? là 1 1 cộng 1 bằng 1 cái thằng này. ơi bằng 2 Thầy đánh đòn em quá. Rồi mấy mấy nữa? dạ là 4 Có ba không? Sao không có ba? dạ hay là 3 Ba bốn không? xong là Ba 4 ba có nghĩa là sao? Ba có nghĩa là sao? 5 3 có nghĩa là 1 cộng 2 Tức là lần đầu xuất hiện mặt một chấm, lần hai xuất hiện mặt bằng hai hai chấm hai chấm là ba, hoặc là lần đầu xuất hiện hai chấm, lần sau xuất hiện một chấm thì lúc đó là z nó cũng là ba đúng không? Còn bốn khi nào? Em nói thầy bốn bốn là xảy ra khi nào? đề 4 sẽ ra khi là mặt một chấm với mặt ba chấm Một chấm, ba chấm. mặt hai chấm với mặt hai chấm Nó có mấy kết quả? dạ hay là hai kết quả Sai rồi, thứ ba kết quả là không ba kết quả 1331 dạ 442, nhớ chưa? dạ 13 13 có nghĩa là lần đầu 1 chấm, lần hai 3 chấm. ba chấm Đó. Còn 31 có nghĩa là lần đầu 3 chấm, lần hai 1 chấm. 13 với 31 nó phân biệt, đúng chưa? Đó. Còn 22 nữa là nó có bốn, có ba kết quả để nó xuất hiện cái số 4 này. Còn 5 thì sao ạ? năm là bốn một bốn hai ba rồi ba hai bốn một Rồi đúng rồi, đúng rồi. Rồi 6 nè. Rồi dân dân gian rồi tới cuối cùng là mấy em? tới 12 à Đúng rồi. Đấy. Thế bây giờ thầy lại hỏi một cái nữa, bây giờ thầy đặt T là mà biến x trừ y. X trừ y ha. Thì miền giá trị của T nó gồm những kết quả nào? Thầy có thể hỏi bất cứ bạn nào, em phải suy nghĩ cho thầy nha. Đấy. Rosalie rồi. Rosalie có mặt không? Dạ có thầy ơi. Bây giờ em trả lời cho thầy câu hỏi này coi, miền giá trị của T gồm những kết quả nào? Nè bây giờ thầy giả sử nè, giả sử như là x nó nhận giá trị 1 ha. X nhận giá trị 1. Y nhận giá trị 1 luôn thì x trừ y bằng nhiêu em? Thầy bằng không. Bằng 0 được phải không? Bây giờ tiếp nè. Bây giờ nếu mà x nó nhận giá trị 2, y nhận giá trị 1 thì x trừ y bằng nhiêu em? Dạ bằng 1. Đúng rồi. Rồi tiếp tục ra, em tiếp tục ra. Em cho x nó tăng lên. Còn y nó vẫn giữ số 1 thôi. Thì cái miền giá trị nó là sao? Dạ bằng dạ 2 Rồi gì nữa? 3 3 4 5 Có 6 không? Dạ có 6 là gì trừ gì? X mấy y mấy rồi được 6 em? Dạ x bằng 7 y 1 Trời ơi, x đâu có 7 đâu, em nhìn lên miền giá trị đâu có thấy 7 đâu. Phải Nhanh không? nha. Dạ. Không có. Vậy thì tới 5 thôi. Bây giờ là hỏi tiếp nè. Bây giờ nếu x bằng 1 mà y bằng 2 thì x trừ y nó ra kết quả nào em? Dạ ra bằng 3. Không, x trừ y, x trừ y. 1 trừ 2. 1 trừ 2 ra 1 nhiêu? trừ 1 thì ơi. Đó âm 1 đúng không? Rồi giờ tiếp tục tăng cái y lên là thứ số 3. X vẫn là giữ số 1 thì cái này mình giá trị nó là nhiêu? Ra trừ 2. Trừ 2 rồi tiếp tục em nói tiếp Trừ nha. 3. Trừ 3 rồi gì nữa? Trừ 4. Trừ 4 rồi gì nữa? Trừ 5. Trừ 5 có trừ 6 Dạ không. không? Không có trừ 6. Thế thì miền giá trị của x trừ y là nó như thế này. Đấy. Thế bây giờ mình nếu mà mình đặt v két là biến ngẫu nhiên trị tuyệt đối của x trừ y thì em có tìm được miền giá trị của vi kép không? Có không ạ? Miền giá trị của vi kép nó gồm những cái kết quả nào? Bây giờ thầy sẽ gọi bạn khác đi.
Nguyễn Phước Tài có mặt không em? Dạ có thầy. Đúng rồi, em trả lời cho thầy câu hỏi này coi. Nếu mà thầy đặt V kép bằng giá trị của x trừ y thì em có tìm được miền giá trị của V kép không em? Dạ thầy, nãy em mới mất mạng thầy. Trời Để ơi. em mới mạng. Rồi giờ thì thầy hướng dẫn nè, bây giờ miền giá trị của x lên gồm mấy nè, em đọc là 1 2 3 4 5 6 đúng chưa? Dạ. Rồi, miền giá trị của y là 1 2 3 4 5 6 luôn. Vậy thì nếu x bằng 1, y bằng 1 thì x trừ y là nhiêu em? X trừ y là nhiêu? Không. Không, mà trị tuyệt đối của không rồi cũng bằng không đúng không? Cũng bằng không. Đúng chưa? Rồi nếu mà x bằng 1, y bằng 2 thì x trừ y là nhiêu em? Chiều một. Trừ 1, mà mình lấy trị tuyệt đối ra để ra số mấy? Giờ một. Đó là số 1. Rồi tương tự vậy thì x bằng 1, y bằng Đó. 3 thì Không, một, hai, ba, bốn, năm. đúng rồi. 3 4 5, đó, rất là nhanh. Thấy không? Em hiểu bài là em làm rất là nhanh, đó. Nên xong rồi. Đấy, miền giá trị, xác định miền giá trị rồi đó. Hiểu chưa? Rồi, thầy cảm ơn tất cả các em. Bây giờ mình sẽ sang em coi ví dụ này nè, thì nó là mình có hai biến ngẫu nhiên phải không? Mình có hai biến ngẫu nhiên xi nè, bây giờ mình thành lập biến ngẫu nhiên mới. Thành lập biến ngẫu nhiên mới là ax cộng bi, thì chỗ a này em có cho vào số mấy cũng được, 5x cộng 2y cũng được hoặc là x trừ y cũng được. Vậy thì cái x trừ y này nó nằm ở trong đây luôn rồi nè, cái x trừ y này nó nằm ở trong cái chỗ này luôn nè, thì nó ra một cái biến ngẫu nhiên mới em, thấy không? Nói tóm lại là nếu mà mình có hai biến ngẫu nhiên, mình cộng trừ nhân chia các biến ngẫu nhiên với nhau thì nó đều ra biến ngẫu nhiên mới. Nhưng mà chia thì em phải lưu ý là phải đảm bảo là nó cái mẫu nó khác không, nghe chưa? Đó, hoặc là lấy min max của nó thì nó cũng ra biến ngẫu nhiên mới, đúng chưa? Hoặc là mình tác động biến ngẫu nhiên đó bằng cái hàm, chẳng hạn như chỗ này biến ngẫu nhiên x của mình là nhận giá trị từ 1 đến 6, bây giờ mình muốn biến ngẫu nhiên v, mình đặt v bằng x mũ 3, thì lúc này cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên v nó sẽ bằng cái gì? Mình lấy giá trị của x mình mũ 3 lên đúng không? Mũ 3 lên là chỗ này là 1 nè, rồi 2 mũ 3 là 8 nè, rồi 3 mũ 3 là 27 nè, đúng không? Rồi 4 mũ 3 là 64 nè, 5 mũ 3 là 125 nè, rồi 6 mũ 3 là 216 đúng không? Đấy, thì lúc này cái miền giá trị nó như thế này. Thì cái này cái x mũ 3 này là chính là cái tính chất này kia. Tức là mình nếu mà mình có một cái hàm mà tác động lên biến ngẫu nhiên thì nó ra một biến ngẫu nhiên mới. Đây, thì cái định nghĩa 2.1 là thầy giải thích cho em như thế. Thấy không? Được chưa? Mình nắm chưa? Đó. Thì nói tóm lại là gì? Nếu mà mình có các cái biến ngẫu nhiên rồi mình làm cái phép toán cộng trừ nhân chia lấy lũy thừa lấy cái sin cos gì đó thì nó ra biến ngẫu nhiên mới, nghe chưa? Biến ngẫu nhiên mới. Đây. Và mình sẽ đặt yêu cầu là mình sẽ xác định được cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên mới đó. Rồi, đó là cái định nghĩa về biến ngẫu nhiên. À, bây giờ mình sẽ sang cái định nghĩa mới, đó là cái phần tiếp theo, đó là cái gì? Định nghĩa hàm phân phối. Định nghĩa hàm phân phối không? Thì khi mà mình có một cái biến ngẫu nhiên rồi đó em, có một biến ngẫu nhiên. Thì biến ngẫu nhiên thì lúc nãy mình xác định biến ngẫu nhiên là ở đây là omega nè. Mình sẽ cho nó qua cái ánh xạ x này hay là cái hàm x này, thì mỗi cái biến cố sơ cấp ở đây nó sẽ biến thành một cái gì, một cái số thực. Ví dụ như chỗ này là biến cố sơ cấp là ký hiệu là a nhỏ, thì ở đây nó ra số thực là x nhỏ. Thấy không? Và mình muốn muốn tìm tập hợp, này là x nhỏ hơn x nè. Em lưu ý là x nhỏ hơn x có nghĩa là gì? Nhỏ bằng x có nghĩa là tập hợp những cái omega thuộc thuộc cái không gian mẫu, phải không? Thì sao cho x omega này nó nhỏ hơn bằng x, thì em quan nha, em phải lưu ý hai ký hiệu của thầy chứ, ký hiệu mà thầy viết hoa nè, viết hoa nó là biến ngẫu nhiên, còn nếu mà thầy viết thường đó là giá trị của biến ngẫu nhiên nó là số thực. Thấy không? Thì khi mà thầy viết như thế này thì em đọc nè, x biến ngẫu nhiên x nhận giá trị bé hơn hoặc bằng số thực x. Thấy không? Cái này là xác suất để x nó nhận giá trị bé
biến ngẫu nhiên x nó nhận giá trị bé hơn một bằng giá trị của số thực x, phải không? Đấy, như vậy thì tập hợp như vậy thì mình thấy nó có một cái tương ứng hàm. Thì lúc nãy cái biến ngẫu nhiên mình nó cũng là hàm, nhưng mà nó không phải hàm số, nó là hàm đi từ cái không gian mẫu của phép thử sang cái trục số số thực đó. Thì bây giờ đó là mình có một cái hàm mới như thế này, nó có biến ngẫu nhiên rồi, bây giờ nó sẽ xuất hiện một cái hàm mới. Tức là nếu mà mình có một cái số thực x, số thực x thuộc R, đúng không, thì là mình sẽ gán cái số thực x này, mình gán ở đó cho một cái fx, một cái số thực, cái fx này cũng là số thực, tức là bên đây là R, còn bên đây cũng là R, đúng không? Cái hàm f này nó đi từ R sang R nha, tức là nó có một cái số thực x mình sẽ gán cho fx, mà fx nó bằng công thức gì, nó tính bằng công thức là xác suất của cái biến cố x bé mà x. Thì lúc nãy mình nói x là x lớn là biến ngẫu nhiên đúng không? Vậy thì khi mà x lớn nó nhận một cái giá trị từ cái nào trở xuống nó là trở thành biến cố, mà biến cố thì nó có xác suất các em, mà xác suất của biến cố thì nó ra con số, đúng không? Thì đây là con số nè. Thì cái hàm này nó gọi là hàm phân phối xác suất tích lũy của biến biến ngẫu nhiên x, không? Đấy. Thì từ cái định nghĩa của hàm phân phối xác suất tích lũy thì mình thấy là cái giá trị của hàm phân phối này là nó lớn hơn không nhỏ một, phải không? Lớn hơn không nhỏ một. Ngoài ra thì nó có những cái tính chất như sau, tức là nếu mà x càng lớn thì giá trị của hàm phân phối càng lớn, phải không? Rồi tính chất thứ hai là cái giới hạn của hàm phân phối khi khi x tiến tới âm vô cùng đó, thì giá trị hàm phân phối bằng không, x tiến tới vô cùng thì giá trị hàm phân phối bằng một. Và tính chất thứ ba là gì, cái giới hạn của fx khi x tiến tới a cộng và nó bằng fa, thì cái tính chất này nó gọi là tính liên tục phải nha. Liên tục phải thì tính liên tục phải trong cái toán a một mình học rồi đó. Tức là cái điểm A nằm đây, thấy không? Điểm A nằm đây, x nó nằm đây, x nó lớn hơn A mà nó tiến về A thì chỗ này gọi là x tiến về A cộng. Còn nếu mà x nó nhỏ hơn A mà nó tiến về A, ví dụ như x nằm bên bên trái A mà nó tiến về A thì gọi là x tiến tới A trừ, thấy không? Thì cái lim của fx khi x tiến tới A cộng thì nó bằng fa, tính chất này gọi là tính liên tục phải. Vậy thì tóm lại là đối với cái hàm phân phối thì nó sẽ có ba cái tính chất cơ bản, là ba tính chất này. Tính chất thứ nhất là tính chất không giảm, tính chất thứ hai là tính chất lim khi x tiến tới trừ vô cùng là bằng không, x tiến tới cộng vô cùng bằng một, và tính chất thứ ba là tính chất liên tục phải. Thì thấy có cái giáo trình nó sẽ định nghĩa cái hàm phân phối theo kiểu này em. Ở đây là nó có giáo trình nó định nghĩa hàm phân phối là xác suất của biến cố x nhỏ hơn x thôi, không có dấu bằng ở chỗ này, chỗ này không có dấu bằng, thì lúc đó nó lại có cái tính chất là liên tục trái chứ không phải liên tục phải. À, nếu mà định nghĩa như thế thì nó liên tục trái. Còn tính chất thứ tư thứ năm là khi mà mình có được cái hàm phân phối thì mình sẽ tính được cái xác suất x nhận giá trị từ a đến b, từ lớn hơn a đến nhỏ hơn bằng b, thấy không? Rồi đó là định nghĩa hàm phân phối. Rồi cái chỗ ví dụ 2.8 này thì các em tự đọc cho thầy đi. Rồi đọc hiểu thì tốt, không hiểu thì thôi. Đấy. Nhưng mà một lát nữa thầy sẽ tảo lại, thầy nói cái đó bằng cách là thầy sử dụng cái bảng phân phối này. Như vậy thì nếu như mà mình nghiên cứu cái hàm phân phối rồi thông qua cái bảng phân phối này thì nó dễ hơn. Thì bây giờ đó là tiếp theo là mình học cái định nghĩa ha, bảng phân phối xác suất. Thì bảng phân phối xác suất ứng dụng cho biến ngẫu nhiên rời rạc á, mà miền giá trị của nó hữu hạn hoặc vô hạn đếm được cũng được. Đấy, thì miền giá trị nó ở đây là mình thấy là nó từ x1 đến xn, không, lúc này nó còn chấm 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 nè. Mình sắp xếp cái miền giá trị của nó là theo thứ tự từ nhỏ đến lớn nha. Từ nhỏ đến lớn, từ nhỏ đến lớn, không? Từ nhỏ đến lớn nè, trên cái bảng này mình sắp xếp từ nhỏ đến lớn. Và tại cái mức xác suất là x bằng xi đó, chẳng hạn như x bằng x1 thì mình tính xác suất nó ra là bằng b1. X bằng x2 thì xác suất nó là b2, nhân dân thì mình xếp lên cái bảng này, cái bảng này được gọi là bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên.
Và trong cái bảng phân phối xác suất này đó thì em lưu ý là cái BI này nó phải lớn bằng 0. Thấy không? Và tổng tất cả cái BI này là bằng 1, tức là em lấy cái thằng này em cộng lại nè, cộng lại. Thì nó bằng 1. Em cộng hết mấy cái này lại thì nó sẽ bằng 1, hiểu chưa? Đấy. Và tất và mà từng cái ở trong đây thì nó đều lớn hơn bằng 0 hết. Thấy không? Và đặc biệt là gì? Từ cái hạt cái bảng phân phối này mình sẽ xây dựng lên cái hàm phân phối bằng cách là gì? Thay vì ở đây mình xây dựng như thế này nó hơi phức tạp phải không? Cái vì 2.8 thì xây dựng như đấy thì nó hơi phức tạp, chút các em nhìn em tìm hiểu như vậy. Đấy, còn nếu như mà mình sử dụng cái hàm phân phối, cái bảng phân phối xác suất, đây là bảng phân phối xác suất, mình xây dựng lên cái hàm phân phối thì mình được cái công thức này. Đấy, tức là gì? Giá trị hàm phân phối tại điểm X nó sẽ bằng tổng tất cả các BI miễn sao cho XY nó vẫn bé hơn bằng X. Không? Đó. Còn tính chất thứ tư là khi mà mình có bảng phân phối xác suất rồi đó, đó thì mình sẽ tính cái xác suất X lớn A nhỏ hơn B bằng cách là lấy tổng các cái BI, lấy tổng các BI mà sao cho cái XY nó lớn A nhỏ hơn B. À, cái công thức 2.11. Thì bây giờ mình nghiên cứu cái ví dụ nè. Nghiên cứu ví dụ này. Đấy, bây giờ cái ví dụ là gieo con xúc xắc cân đối đồng chắc một lần. Thì miền giá trị của biến ngẫu nhiên x là chỉ số chấm xuất hiện phải không? Số chấm xuất hiện. Thì miền giá trị của biến ngẫu nhiên x này là 1 2 3 4 5 6. Đấy. Thì em thấy em xếp theo thứ tự từ nhỏ lớn nè, 1 2 3 4 5 6. Và em tính xác suất tương ứng rồi đó, xác suất x bằng 1, tại vì con xúc xắc này nó cân đối đồng chắc rồi các em, nó cân đối đồng chắc rồi, thấy không? Cho nên là kết quả xuất hiện mỗi mặt là như nhau thì bằng 1/6 hết. Thì rõ ràng mấy cái này em cộng lên hết rồi, em cộng lên hết là nó ra bằng 1 đúng không? Cộng hết thì nó ra bằng 1. Đảm bảo tính chất là tổng tất cả các cái BI cộng lại là bằng 1 đúng không? Tổng tất cả BI cộng lại là bằng 1. Và tất cả cái BI này đều lớn hơn bằng 0, thỏa mãn tính chất hai tính chất này. Đúng chưa? Đó. Đấy, thì bây giờ mình sẽ xây dựng cái hàm phân phối không? Xây dựng hàm phân phối thì mình sử dụng cái công thức thứ ba này. Đấy. Thì em thấy là ở đây giả dụ như mình chỗ này là cái trục số luôn đi. Cái trục số mình gắn cái trục số ở đây luôn. Gắn cái trục số ở đây. Một hai ba bốn năm sáu gì đó, không? Rồi trước đây là nó có số không, rồi trước đây nó có âm một. Đấy, thì bây giờ đó là cái, với sáu giá trị này, với sáu giá trị là 1 2 3 4 5 6 này thì nó chia cái trục số là 7 khoảng, không? Cái chỗ này là x nhỏ hơn 1, còn cái khoảng này là gì? X lớn hơn bằng 1, nhỏ hơn 2. Còn cái chỗ này là cái gì? X lớn hơn bằng 2, nhỏ hơn 3. Vì chỗ này. Chỗ này là nói như sao? Một bạn nói cho thầy coi. Nếu mà lấy X nằm trong đây thì mình gọi là sao? Thầy là dành nói hoài cái nó buồn ngủ không? Nguyễn Nhật Minh. Dạ mẹ. Cái chỗ này viết làm sao em? Cái này nè. Nếu mà ít mình lấy chỗ này thì mình viết làm sao? Chỗ nào thầy, chỗ nào là chỗ? Thầy đang chấm nè, đây. Đây à. Ít nhỏ hơn 3. Ít lớn hơn 3, nhỏ hơn 4. Lấy dấu bằng luôn em. Thấy không? Ít lớn bằng 3, nhỏ hơn 4, được chưa? Đấy. Thì bây giờ mình mới đảo là mình coi cái bảng phân phối nè. Nếu mà ít nhỏ hơn 1, thấy không? X nhỏ hơn 1 tức là nó nằm chỗ này đúng không? Nằm chỗ này nè. X nằm chỗ này nè, thấy chưa? Đó. Thì em nhìn xuống cái bảng phân phối xác suất em coi, coi có cái BI nào không? Từ đây em đảo qua bên trái nè, có cái BI nào không? Không có. Không có BI nào hết cho nên là chỗ này em ghi số 0. Này ghi số 0. Thấy không? Rồi tiếp theo là nếu X lớn hơn bằng 1, nhỏ hơn 2
ít lớn hơn bằng 1, nhỏ hơn 2 nè, thấy không? Thì nó nằm chỗ này nè, đúng không? Chỗ này nè, lớn hơn 1, nhỏ hơn 2 nằm chỗ này nè. Bây giờ chỗ này em gạch xuống rồi đó, em dép từ đây qua bên trái, dép từ đây qua bên trái thì em thấy nó có 1 phần 6 rồi, đúng không? Vậy thì nếu mà x lớn hơn bằng 1, nhỏ hơn 2 thì fx nó bằng 1 phần 6. Rồi tương tự nếu x lớn hơn 2, nhỏ hơn 3, x lớn 2, nhỏ hơn 3 nè, lớn 2, nhỏ hơn 3 là nó nằm chỗ này, đúng không? Em gạch xuống rồi cái là em dét mấy cái này qua bên trái, em dét qua thì em được là 1 phần 6 cộng 1 phần 6 là 2 phần 6, đúng chưa? Đấy. Rồi tương tự như vậy thì x mà lớn hơn 3, nhỏ hơn 4 thì nó là 3 phần 6. Rồi x lớn hơn 4, nhỏ hơn 5 thì nó 4 phần 6. Rồi x lớn hơn 5, nhỏ hơn 6 thì là 5 phần 6. Rồi cuối cùng là x lớn hơn 6 là nó nằm chỗ này nè, nằm chỗ này nè, thấy không? Nằm chỗ này thì chỗ này em dét qua hết thì em cộng hết mấy cái này là đều bằng 1, hiểu chưa? Đấy thì có bảng phân phối như thế. Rồi bây giờ khi mà mình có bảng phân phối mình tính xác suất x lớn 3 thì sao? Thấy không? Tính xác suất x lớn 3 thì sao? Đấy, x lớn 3. Lớn 3 là nằm đâu? Xác suất x lớn hơn 3. Rồi, lớn 3 là những cái điểm mà nằm từ từ x lớn 3 tức là x nằm chỗ này, phải không? X nằm đây. X lớn 3. Vậy thì cái chỗ nào mà lớn hơn 3 đó mình cộng dồn lại. Thấy không? X lớn hơn 3 thì nó là 4 5 6. X bằng 4 thì nó bằng 1/3, 1/6. X bằng 5 thì nó là 1/6, x bằng 6, 1/6 cộng lại thì nó bằng 3/6 tức là 1/2. Đó. Thì có ví dụ này em theo dõi kỹ cho thầy thấy không? Bây giờ thầy sẽ đem qua đây, thầy sẽ gọi hỏi em một cái bài. Em phải trả lời được câu hỏi đó cho thầy mới được ha. Thì có bạn nói em trả lời không được thì sao thầy? Thì em chưa hiểu bài thôi. Thấy không? Trả lời được thì hiểu bài, không trả lời được thì không hiểu bài. Bây giờ thầy cho cái biến ngẫu nhiên nè. Cho biến ngẫu nhiên x nó có bảng phân phối xác suất như sau. Đây là x. Còn cái này là xác suất x lớn x bằng x nhỏ, thấy không? Thì bây giờ x này đó là dạng giá trị 0, 1, 2. Có 3 giá trị thôi. Chỗ này đó là 0,2, 0,5, 0,3. Rồi, bây giờ em tìm cho thầy cái hàm phân phối. Đấy. Ai làm được? Tìm cái hàm phân phối cho thầy không? Tức là ở đây em thấy là nó biến ngẫu nhiên này nó có 3 giá trị nè. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Đấy chưa? Vậy thì nó chia cái trục số thực là mấy 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 khoảng? Mấy khoảng em? Trần Quyền Sinh. Trần Quyền Sinh, nói cho thầy biết nè. Có mấy khoảng? Dạ, thầy là 3 khoảng. Có 3 giá trị là 0, 1, 2 thì nó chia trục số thực thành mấy khoảng? 3 khoảng là không đúng rồi. Bây giờ em vẽ trục số thực ra nè. Trục số thực nè, vẽ ra. Rồi đánh dấu mấy cái số này lên 0, 1, 2. Thì những cái x nằm trong chỗ này là mình gọi là gì? Ví dụ như x nằm chỗ này thì mình gọi là gì? Nếu mà x nằm đây thì mình gọi là x thì sao so với không em? Quyền Sinh. Nhớ x bé hơn không? X bé hơn không. Đó, rồi bây giờ x nó nằm chỗ này thì sao? X nằm chỗ này thì mình gọi x thì sao? X lớn hơn không bé hơn 1. Lớn hơn hoặc bằng 0, bé hơn 1, thấy không? Nếu x chỗ này thì mình sẽ viết thành là gì? Lớn hơn bằng 0, bé hơn 1. Còn nếu chỗ này thì sao ạ? Nếu là chỗ này là y thì y sao? Y bé hơn bằng 1. Lớn hơn bằng 1, bé hơn 2. Rồi bé hơn 2. Còn chỗ này z mà nằm chỗ này thì mình z mình ghi sao? Z lớn hơn hoặc bằng 2. Lớn bằng 2. Còn chỗ này thì t thì sao?
tay máy không. À, đó vậy thì rõ ràng là nếu mà mình có ba giá trị là 0, 1, 2 như thế này thì ở trên cái trục số nó sẽ chia thành là bốn khoảng, đúng không? Bây giờ mình muốn tìm hàm phân phối thì mình sẽ tìm giá trị của hàm phân phối x với x là nằm lần lượt trong bốn khoảng đó. Vậy thì nếu mà x nó là nhỏ hay không, tức là nằm ở trong cái khoảng thứ thứ nhất này, thì giá trị hàm phân phối bằng gì? Trả lời cho thầy câu hỏi này coi. Dựa vào cái bảng phân phối thầy cho nè, được không? Bây giờ nếu mà x nó nằm chỗ này, x nằm chỗ này thì chỗ này em gạch xuống, em nhìn qua bên trái rồi nó có cái bi nữa không, có không? Nghe À, không? nếu không có thì mình ghi chỗ này là số, nếu không được chưa? Rồi tiếp tục, nếu x lớn hơn bằng không nhỏ hơn một, x lớn hơn không nhỏ hơn một là x nằm đây nè em, x nằm đây ha, x nằm đây. Bây giờ từ chỗ này mình sẽ gạch một cái đường xuống rồi mình vét nó qua bên trái, mình coi ra được mấy cái bi, được mấy cái Cho được một cái bi, một cái là bằng nhiêu? 0,2. 0,2, mình ghi 0,2 đây, được chưa? À, tương tự như vậy thì nếu mà mình lấy x mà nó lớn hơn một, x mà lớn hơn bằng một và nhỏ hơn 2 thì cái chỗ này là nhiêu? Rồi Quyền xin trả lời cho thầy câu hỏi này coi, chỗ này rồi bao nhiêu? Hay là không năm Sai rồi. Nếu mà x lớn hơn một nhỏ hơn hai là x nằm đây, đúng không? X nằm đây nè, chỗ này em gạch xuống rồi em vét hết qua bên trái cho thầy, vét hết qua bên trái cho thầy, em cộng lại là ra nhiêu? 0,7. Đúng rồi, 0,7, đúng chưa? Rồi cuối cùng là cái gì? Nếu mà mình lấy x lớn hơn bằng hai luôn, x lớn bằng hai luôn đó, thì cái chỗ này ra nhiêu? Năm Đúng rồi đó, đây là mình đã xây dựng được cái hàm phân phối xác suất tích lũy khi mà biết được cái bảng phân phối xác suất, hiểu chưa? Đó thì bây giờ thầy nhắc lại cái công thức nè, công thức là tìm hàm phân phối xác suất tích lũy khi mình biết cái bảng phân phối xác suất là dùng công thức 2.10, hiểu chưa? Tức là mình sẽ lấy từ cái điểm x đó mình dồn qua bên trái mình cộng lại, tức là tổng 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 hợp tất cả các bi sao cho những cái x y này đó mà nó nhỏ hơn x, nhỏ hơn bằng x là mình cộng mình dồn là hết, được chưa? Đấy, thì bây giờ em tiếp tục xem cho thầy một cái ví dụ như thế này em. Ví dụ nè, ví dụ là mình lật lại cuối chương 2 này, nó có một cái bài tập. Em coi cái bài tập này giùm thầy. Đây. À, một cơ sở sản xuất bánh kẹo, các bao kẹo thấy không? Số kẹo trong mỗi bao nó là biến ngẫu nhiên x, và nó có luật phân phối xác suất như sau, có bảng phân phối xác suất nè, đúng chưa? À, thì bây giờ nó yêu cầu tính xác suất để một bao kẹo được chọn ngẫu nhiên chứa 19 đến 20 viên. À, tức là gì? Cái này tính xác suất x lớn hơn bằng 19, nhỏ hơn bằng 21, đúng không? Nó kêu tính xác suất này nè. Đó. Thì cái này nó sẽ bằng xác suất gì đây? 19 có không? X từ 19 đến 21, 19 đến 21 là nó có bao gồm số 20 luôn, đúng không? Đó, tức là nó sẽ bằng xác suất x bằng 19 cộng cho xác suất x bằng 20 rồi cộng cho xác suất x bằng 21. Bây giờ và em cộng mấy cái này lại thì nó là 0,24 cộng 0,32 cộng 0,09, này ra nhiêu? Tính nhẩm giùm thầy coi. Ra nhiêu em? Không phải mấy? Đó. Là 0,24 nè. Rồi cộng cho 0,32 nè. Rồi cộng cho 0,09 nè. Ra kết quả là nhiêu em? Sao vậy? Tính toán chậm cái gì? Số 4. Số 4 à, số 4 à, số 4 à, số 5. Trời ơi. Không phải Sao sao lắm.
Trời ơi, dân IT mình mà tính toán chậm quá ta cười chết em ơi. Em gán tính cho nhanh lên. Rồi bây giờ mà, đó là mình lấy ví dụ về về tính xác suất khi mà mình biết được cái bảng phân phối thấy không, đảo lại cái lý thuyết của mình rồi, lý thuyết rồi mất tiêu rồi. Nãy trang mấy nhớ trang không, kéo lên hoài không thấy, đây tới đây nè phải không, đây là bảng phân phối nè đó. Khi mà mình có được cái bảng phân phối thì em lưu ý là mình sẽ tính được cái bảng cái hàm phân phối và mình tính được cái xác suất luôn nha các em, tính được luôn cái xác suất luôn theo công thức này đấy. Thì đó là biến ngẫu nhiên mà rời rạc nha các em, biến ngẫu nhiên rời rạc thì mình sẽ tìm cái luật phân phối của nó thông qua cái bảng. Thấy không? Mình sẽ biểu diễn cái luật phân phối của nó thông qua cái bảng. Hoặc là mình có thể biểu diễn phân phối đó thông qua một cái hàm gọi là hàm phân phối xác suất luôn. Thấy không? Đấy, tóm lại là như thế này nè. Thế này chương này mình nghiên cứu về biến ngẫu nhiên đúng không? Nghiên cứu về biến ngẫu nhiên. Thì khi mà mình có biến ngẫu nhiên, có biến ngẫu nhiên ít thì nó sinh ra cái giá trị của biến ngẫu nhiên ít à, và mình muốn tìm hiểu cái luật, tìm cái luật phân phối xác suất của nó. Luật phân phối xác suất có nghĩa là luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên có nghĩa là gì, có nghĩa là ít nhận giá trị, nhận giá trị ít y với xác suất là bao nhiêu, bao nhiêu, hoặc là nó có cái quy luật nào để tính được cái xác suất thì không, thì cái đó mình gọi là luật phân phối xác suất đúng không. Thì giống như là ở chương 1 khi mình nghiên cứu biến cố thì mình muốn biết là cái biến cố này nó có nhiều khả năng xuất hiện không hay là ít khả năng xuất hiện và xác suất xuất hiện nó là nhiêu không. Khi mình nghiên cứu về về cái phép thử thì nó sẽ xuất hiện biến cố, và nghiên cứu về biến cố thì mình muốn biết là nó có hay xuất hiện hay không, nó xuất hiện ít hay nhiều, và nó sẽ xuất hiện cái khái niệm xác suất biến cố đúng chưa đó. Mà nhưng mà bây giờ cái biến cố đó đó thì nó là đại lượng, có khi bằng số có khi bằng chữ không, có khi bằng số có khi bằng chữ, khi mà mình không có mình khó cái quản lý của nó. Bây giờ mình sẽ gán cho những cái kết quả phép thử đó ra những cái con số đó, ra con số, vậy thì mình sẽ xuất hiện cái khái niệm biến ngẫu nhiên đúng chưa. Xuất hiện khái niệm biến ngẫu nhiên thì khi mà có biến ngẫu nhiên á thì bây giờ mình đặt vấn đề là biến ngẫu nhiên này nó nhận giá trị như thế đó, nó nhận giá trị x1, x2, x3 này với xác suất như thế nào, thì cái đó là gọi là luật phân phối xác suất. Như vậy thì đối với biến ngẫu nhiên rời rạc đó là mình sẽ quản lý hoặc là mình sẽ tìm hiểu, nghiên cứu cái luật phân phối xác suất của nó thông qua một cái bảng gọi là bảng phân phối xác suất nha các em, thấy không? Thì mình có bảng phân phối xác suất rồi mình có thể là tìm được cái hàm phân phối xác suất. Như vậy thì đối với biến ngẫu nhiên rời rạc thì mình có thể là tìm hiểu cái luật phân phối xác suất của nó thông qua cái hàm phân phối xác suất tích lũy, mình gọi là Fx đúng không, hoặc là cái bảng phân phối xác suất, bảng phân phối xác suất đấy. Đấy, còn đối với biến ngẫu nhiên liên tục thì nó khác, thấy không? Đối với biến ngẫu nhiên liên tục á, đối với biến ngẫu nhiên liên tục, liên tục chẳng hạn như là tuổi thọ của bóng đèn, tuổi thọ của bóng đèn đấy. Mình thấy là cái tuổi thọ bóng đèn này nó là một cái biến ngẫu nhiên t, biến ngẫu nhiên t mà miền giá trị của biến ngẫu nhiên t này IMT này nó chính là một cái khoảng từ 0 đến cộng vô cùng đấy. Như vậy thì mình muốn tìm cái luật phân phối của t này, luật phân phối xác suất của t này, có nghĩa là mình muốn biết là cái nhiều, hầu như là cái tuổi thọ bóng đèn này nó là bao nhiêu giờ, nó bao nhiêu giờ không đó. Tức là hầu như chắc chắn là bao nhiêu giờ, tức là có phải là nó được 20 giờ không, và nếu mà để mình muốn biết là nó đạt được tuổi thọ từ 20 giờ trở lên xác suất bằng bao nhiêu đấy. Chứ mình không có tính được cái xác suất là t bằng 20 được, t bằng 20 này nó bằng không, tại vì cái khoảng từ 0 đến vô cùng này là một số
Nếu mà mình đo cái chiều dài của nó thì nó là một số vô hạn đúng không? Đấy. Rồi còn cái số này là không hoặc là xác suất này bằng không. Rồi cho nên là mình muốn tính được cái xác suất mà t nó nhận giá trị trong cái khoảng nào đó thì mình phải thông qua một cái hàm, nó gọi là hàm mật độ xác suất kia. Đấy, thì đối với biến ngẫu nhiên liên tục thì mình quản lý cái hoặc là tìm hiểu cái luật phân phối của nó thông qua một cái hàm gọi là hàm mật độ xác suất. Thì người ta thấy nhận thấy là đối với biến ngẫu nhiên liên tục á, đối với biến ngẫu nhiên liên tục á thì cái hàm phân phối xác suất của nó là hàm liên tục. Thấy không? Hàm liên tục. Hàm phân phối xác suất mình lại mình ký hiệu là F lớn X nè. F lớn X nè. Đấy, thì lúc nãy là khi mình định nghĩa trên đây nè. Định nghĩa trên đây thì cái hàm và cái tính chất trên đây á thì cái hàm phân phối nó mới có liên tục phải thôi, liên tục phải thôi chứ chưa liên tục nha. Đấy. Giờ chỉ khi nào nó là hàm phân phối của cái biến liên tục thì nó mới là cái hàm phân phối nó mới liên tục. Liên tục trái, liên tục phải luôn mình gọi liên tục phải không? Nhưng mà khi mà cái hàm phân phối này nó có đạo hàm luôn, có đạo hàm luôn nha. Đạo hàm luôn thì mình sẽ gọi đạo hàm của nó là hàm mật độ xác suất. Thì cái hàm mật độ xác suất nó cho biết là gì? Biến ngẫu nhiên x này nó sẽ nhận giá trị là những giá trị trong khoảng nào thì xác suất nó sẽ cao. Cao hơn những cái khoảng khác. Thấy không? Hoặc là nó bằng xác suất ở khi nhận giá trị trên khoảng khác. Đó, thì cái hàm mật độ này nó cho biết là cái mức độ xác suất dày hay mỏng, à, mật độ mà đúng không? Đấy. Đấy. Thì nó chính là đạo hàm của hàm phân phối. Đấy. Và tính chất của hàm mật độ là gì? Tính chất của hàm mật độ là nó không âm. Nó không âm và tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của nó là bằng 1. Thấy không? Thì đây là hai tính chất căn bản của hàm mật độ. Nó tương ứng với hai tính chất của cái bảng phân phối xác suất là cái này các em. Nó tương ứng với hai tính chất của bảng phân phối là BI lớn bằng 0 và tổng tất cả BI là bằng 1. Nó tương ứng như thế. Đấy, như vậy thì tóm lại là đối với cái biến ngẫu nhiên đó thì mình sẽ tìm hiểu cái luật phân phối xác suất đó, đúng chưa? Và tìm hiểu luật phân phối xác suất rồi đó thì đối với biến ngẫu nhiên rời rạc thì mình có hàm phân phối và bảng phân phối. Còn đối với biến ngẫu nhiên liên tục đó, thì mình sẽ có cái hàm phân phối và cái hàm mật độ. Phải không? Đấy. Và tính chất của hàm mật độ thì nó là không âm và tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của nó bằng 1. Và đặc biệt là đối với cái hàm mật đối với biến ngẫu nhiên liên tục á, biến ngẫu nhiên liên tục á thì mình có các cái tính chất sau đây. Nếu nó là biến ngẫu nhiên liên tục thì xác suất x nhận đúng một giá trị cụ thể nào đó lúc nào cũng bằng không. Lúc nào bằng không. Và xác suất của bốn cái biến cố là a nhỏ hơn bằng x nhỏ hơn bằng b hoặc là a nhỏ hơn bằng x nhỏ hơn b hoặc là a nhỏ hơn x nhỏ hơn bằng b hoặc là a nhỏ hơn x nhỏ hơn b thì bốn cái biến cố này nè, bốn biến cố này a1 a2 a3 a4, bốn biến cố này xác suất bằng nhau nghe các em. Bốn biến cố này xác suất nó bằng nhau và nó bằng FB trừ FA theo cái công thức của cái hàm phân phối trên đây nè. Tính chất của hàm phân phối đó, hàm phân phối là mình muốn tính xác suất x lớn hơn a nhỏ bằng b thì mình lấy fb trừ fa đúng chưa? Fb trừ fa. Như vậy thì áp dụng xuống đây cho chỗ cái hàm mật độ thì nó cũng vậy. Nó sẽ bằng fb trừ fa. Nhưng mà nếu như mà mình không biết hàm phân phối thì mình sẽ sử dụng hàm mật độ để tính xác suất này. Mà nếu mà có hàm mật độ đó thì là mình sẽ tính tích phân từ a đến b của fx đi thì mình ra được cái xác suất. Thì lấy ví dụ chẳng hạn như ví dụ 1 cho 2.13 nè. 2.13 thì cái đây là hàm phân phối nha. Hàm phân phối mà mình muốn tìm hàm mật độ thì mình đạo hàm hàm phân phối đúng không? Đấy, nếu mà x nó nhỏ hơn 0 thì chỗ này nó bằng 0 mà đạo hàm bằng 0 mà. Còn nếu x lớn hơn bằng 0 thì cái hàm phân phối nó là như thế này. Mà hàm phân phối như thế này thì bây giờ mình đạo hàm nó đi. Đạo hàm nó đi thì chỗ này nó là gì? Mà là 0 mà 1 đạo hàm bằng 0. Trừ e mũ trừ lambda x thì đạo hàm mà e mũ trừ lambda x thì nhân cho trừ lambda x mình đạo hàm thêm cái nữa đúng không? Đấy. Nhưng mà trừ lambda x này đạo hàm thì nó bằng trừ lambda nhân với trừ 1 thì còn lambda thì nó ra là lambda e mũ trừ lambda x với x lớn không, thấy không? Đấy.
tính chất cái ví dụ tiếp theo là nó cũng cho một cái hàm mật độ thế này, biến ngẫu nhiên này liên tục mà nó có hàm mật độ thế này, bây giờ nó kêu tìm thì cái hàm này nó cho như thế này, bây giờ nó kêu chứng tỏ đây là hàm mật độ. Mình nhớ là hàm mật độ nó có hai tính chất là nó không âm, không âm và tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của nó phải bằng một, đúng không? Đấy, thì bây giờ ở đây đó mình muốn chứng tỏ là hàm mật độ thì mình sẽ chỉ ra hai cái điều kiện này, thấy không? Đấy. Thì thứ nhất là không âm là hiển nhiên rồi, tại vì đây đây là không rồi nè, thấy không? Còn chỗ này là ít lớn hơn một thì ít mũ 3 nó cũng lớn hơn một, và hai chia ít mũ 3 thì lớn hơn không. Đấy, thì nó thỏa mãn tính chất lớn hơn không. Còn cái tính chất là tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng nó bằng một, thì đây là tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của f(x) nè. Tại vì nó cái hàm f này nó chỉ tới hai công thức rồi, mà từ trừ vô cùng đến một á thì nó bằng không rồi, mình khỏi tính tích phân đúng không? Đấy, còn từ một đến cộng vô cùng á thì nó bằng theo công thức này thì mình thế rồi mình tính. Và cái này là tích phân suy rộng loại một á, nó hội tụ nè, tức là cái này nó bằng một luôn. Đấy, như vậy thì rõ ràng đây là hàm phân phối, ê, xin lỗi, hàm mật độ. Hàm mật độ mình muốn chứng minh nó hàm mật độ thì mình làm hai cái này, thấy không? Thì sau khi có hàm mật độ rồi mình xây dựng hàm phân phối, thì em lưu ý là khi mà mình có cái hàm phân phối á, hàm phân phối mình đạo hàm ra hàm mật độ. Bây giờ mình có hàm mật độ, thấy không? Có hàm mật độ mình lấy tích phân lên mình được hàm phân phối, thấy không? Thì hàm phân phối nó theo công thức này. Cái này là ít lớn một em sửa lên thầy chỗ này hàm phân phối là lớn một. Và sau khi có hàm phân phối là mình sẽ tính tích phân, tính xác suất nó nhận giá trị lớn hơn không, nhỏ hơn 3, tức là bằng F3 trừ F0. F3 mình thế vô công thức ở dưới này để ra 8/9. Đó là như vậy thì bây giờ mình đã nghiên cứu hai vấn đề, không? Vấn đề thứ nhất là gì? Mình nghiên cứu về biến ngẫu nhiên, biến ngẫu nhiên rồi vấn đề thứ hai là cái luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, không? Đấy, mình nghiên cứu thứ nhất là biến ngẫu nhiên, thứ hai là luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, hai vấn đề này, không? Về biến ngẫu nhiên thì em nghiên cứu về cái định nghĩa biến ngẫu nhiên rồi cái ví dụ rồi gì phân loại, định nghĩa, tính chất, ví dụ, phân loại, thấy không? Mình tóm lược cái bài mình lỡ đó rồi mình để mình đọc lại cho nó dễ hiểu hơn á. Về luật phân phối thì mình có cái hàm phân phối, rồi cái bảng phân phối, bảng phân phối, rồi cái gì nữa, rồi cái hàm mật độ, hàm mật độ, thấy không? Rồi đó là hai cái phần mình vừa nghiên cứu. Rồi cái phần tiếp theo mình sẽ nghiên cứu đó là các cái số đặc trưng của một biến ngẫu nhiên. Thì bây giờ mình đề nghị giải lao 10 phút. Giải lao 10 phút rồi mình về nghiên cứu tiếp ha. Rồi bây giờ mình đảo lại bài các em. Mở webcam lên coi thầy, coi thầy có thấy mặt cái em đảo lại học không? Bạn Nguyễn Hoàng Tấn rồi xin nghỉ gì đây. Sao nghỉ sớm vậy? Như sao nghỉ, xin nghỉ sớm. Rồi thầy cảm ơn các em. Bây giờ mình đảo lại mình học nha. Bây giờ mình sẽ nghiên cứu tiếp về cái phần các cái số đặc trưng của biến ngẫu nhiên.
Thì các cái số đặc trưng của biến ngẫu nhiên thì ở đây mình sẽ nghiên cứu thứ nhất là về kỳ vọng. Thấy không? Kỳ vọng. Rồi phương sai. Thầy nói tóm tắt lên đây. Thì ở đây mình có nhiều cái số đặc trưng lắm. Nhưng mà ở đây mình chủ yếu là mình sẽ nghiên cứu ba cái số đặc trưng chủ yếu nè. Số thứ nhất là kỳ vọng. Số thứ hai là phương sai. Rồi số thứ ba là độ lệch chuẩn. Thì cái số kỳ vọng á, một cái số kỳ vọng mà đơn giản nhất á là đối với biến ngẫu nhiên hữu hạn, biến ngẫu nhiên mà rời rạc mà miền giá trị hữu hạn, nó có bảng phân phối xác suất như thế này, các em có bảng phân phối xác suất này, x1 b1, x2 có xác suất là b2, xn xác suất bn. Như vậy thì để tính kỳ vọng của nó thì mình cứ lấy x1 nhân cho b1, thấy không? Lấy x1 nhân b1 rồi x2 nhân b2 rồi xn nhân bn, rồi tất cả mình cộng tất cả các kết quả lại thì vậy thì mình được con số gọi là kỳ vọng, thấy không? Rất là đơn giản đó. Thì ví dụ như biến ngẫu nhiên mình có bảng cái phân phối xác suất như thế đó, thì mình tính kỳ vọng lại. Ở đây mình sẽ lấy 0 nhân 0,2 rồi đó là 1 nhân 0,3 rồi đó là 2 nhân 0,2 rồi đó là 3 nhân 0,3 và mình cộng tất cả kết quả lại. Rồi ví dụ tiếp theo là 2.16 nè. 2.16 hay không? Thì bây giờ một hộp mà nó có 12 sản phẩm mà trong đó có 7 sản phẩm loại A, 5 sản phẩm loại B. Bây giờ từ cái hộp này mình lấy ra 3 sản phẩm. Thấy không? Lấy ra 3 sản phẩm. Lấy 3 sản phẩm. Và gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm loại A trong 3 sản phẩm lấy ra. Thấy không? Thì ở đây mình sẽ luật kêu là lập bảng phân phối xác suất và tính kỳ vọng của x. Thì bây giờ ở đây là mình lấy ra 3 sản phẩm, không? 3 sản phẩm. Thì cái số sản phẩm loại A trong 3 sản phẩm này có thể là 0, có thể là 1, có thể là 2, có thể là 3. Đấy. Và cái xác suất để x nhận giá trị là k bằng k là nó theo công thức này. Tại vì k sản phẩm loại A mình lấy trong số 7 sản phẩm loại A, không? Mình sẽ có là CK7 cách lấy. Còn lại là 3 trừ k sản phẩm không phải loại A, tức là loại B đó. Mình lấy trong số 5 sản phẩm loại B thì nó là C3 trừ K của 5. Và chia cho tổng số cách lấy là 3 3 sản phẩm trong 12 sản phẩm là C3 12. Đấy. Và cho K chạy từ 0 1 2 3 thì mình sẽ được cái bảng phân phối xác suất như thế này. Đúng không? Bảng phân phối xác suất thế này. Và mình tính kỳ vọng của nó, tức là mình lấy 0 nè nhân cho 1/22 rồi 1 nhân cho 7/22 rồi 2 nhân cho 21/44 rồi 3 nhân cho 7/44 và mình cộng tất cả kết quả này lại, không? Cộng lại thì mình sẽ được cái gì? Cái kỳ vọng đó là 7/4. 7/4 là 1,75, không? 1,75. Tức là khi mà em lấy ngẫu nhiên ra 3 sản phẩm thì cái trung bình đó, cái kỳ vọng này có nghĩa là cái số trung bình đó em. Đấy. Kỳ vọng này có số trung bình. Trung bình á, mà cứ cứ mỗi lần lấy em sẽ được 1,75 sản phẩm rồi à, thấy không? Thì đó là cái số kỳ vọng. Thì đó là kỳ vọng của, đây là kỳ vọng của biến ngẫu nhiên rời rạc và miền giá trị hữu hạn, thấy không? Miền giá trị hữu hạn, thấy không? Đó, nó ký hiệu là EX. Rồi bây giờ đó, mình mở rộng lên cái khái niệm này. Kỳ vọng cho biến ngẫu nhiên rời rạc hàng miền giá trị vô hạn thì nó cũng là gì?
Cái này nó cũng là gì, x1 rồi nhân cho b1 rồi cộng cho x2 nhân cho b2 cộng chấm 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 cộng cho xn nhân cho bn, nhưng mà tới xn này nó còn nữa thì mình sẽ cộng chấm 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 nữa, thấy không? Thì cái này nó gọi là cái chuỗi. Và biến ngẫu nhiên nào mà nó có miền giá trị vô hạn thì mình mới sử dụng công thức này. Và điều kiện để nó có kỳ vọng là cái chuỗi này nó phải hội tụ tuyệt đối. Đấy, hội tụ tuyệt đối tức là cái chuỗi tuyệt đối, nó giá trị tuyệt đối nó hội tụ. Thì lúc này mình mới nói nó có kỳ vọng, không có kỳ vọng. Đấy, thì định nghĩa 2.9 là định nghĩa kỳ vọng của biến ngẫu nhiên mà có miền giá trị vô hạn đếm được. Đấy, thì cái ví dụ 2.17 này các em tham khảo thêm này. Rồi tiếp theo là đối với cái biến ngẫu nhiên mà cái miền giá trị nó là biến ngẫu nhiên liên tục á, biến ngẫu nhiên liên tục tức là nó có hàm mật độ Fx nè đó, thì khi đó cái kỳ vọng của nó là mình sẽ lấy là gì đây, x nhân cho Fx tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của x nhân Fx, thấy không? Đấy, vì đây là định nghĩa 2.10 về kỳ vọng của biến ngẫu nhiên liên tục. Thì ở cái ví dụ 2.18 nè, đây là biến ngẫu nhiên liên tục phải không, nó có hàm mật độ thế này. Bây giờ yêu cầu tìm A, tìm A là mình sẽ tìm được cái hàm mật độ của nó ra luôn. Đấy, rồi sau đó là mình tìm kỳ vọng của x. Đó, thì các em lưu ý là chỗ này đó, đây, chỗ này thì lúc nãy là mình nói là khi là đối với biến ngẫu nhiên liên tục á thì tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của nó bằng 1 phải không, thì mình tính tích phân này thì nó ra được là gì, a chia 3, a chia 3 mà bằng 1 thì mình được a bằng 3, a bằng 3. Còn kỳ vọng của nó là lúc này cái a bằng 3 mình thế vô đây là 3x bình đúng không, 3x bình đó, thì kỳ vọng của nó thì nó chính là tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của x nhân fx, x nhân fx. Nhưng mà khi mà x nhân fx thì ngoài cái đoạn 0,1 thì nó bằng 0 đúng không, đấy do fx nó bằng 0 cho nên là x nhân fx cũng bằng 0, mà bằng 0 thì tích phân nó bằng 0 rồi, vậy thì còn là tích phân trên đoạn 0,1 thôi. Mà trên đoạn 0,1 thì chỗ này fx nó bằng 3x bình phải không, 3x bình, bây giờ mình nhân thêm x nữa rồi thì nó là 3x mũ 3, mà lấy nguyên hàm của x mũ 3 thì bằng x mũ 4 chia 4 không, thế cận vô thì 3 bằng 4. Thì mình thấy là trung bình là về biến ngẫu nhiên x này nó sẽ nhận giá trị là 3 bằng 4. Thì định nghĩa kỳ vọng là theo cái đối với từng biến ngẫu nhiên thì nó khác nhau. Tuy nhiên thì cái tính chất của kỳ vọng thì lúc nào nó cũng không thay đổi, tức là nếu C là hằng số thì kỳ vọng của nó bằng 0. Đấy không? Tính chất thứ nhất. Tính chất thứ hai là kỳ vọng của AX cộng B. Tại mình biết X là biến ngẫu nhiên và AB là hai số thực thì AX cộng B nó cũng là biến ngẫu nhiên. Thấy không? Đấy. Thì kỳ vọng của là AX cộng B bằng A nhân kỳ vọng của X cộng cho B. Còn tính chất thứ ba là kỳ vọng của X cộng Y bằng kỳ vọng của X cộng kỳ vọng của Y, tức là kỳ vọng của tổng bằng tổng kỳ vọng. Còn trong trường hợp mà hai biến ngẫu nhiên độc lập, nếu x y là hai biến ngẫu nhiên độc lập, tức là việc x nhận giá trị của nó không ảnh hưởng đến việc y nhận giá trị của y, thì lúc này đó mình sẽ có là kỳ vọng của x nhân y bằng kỳ vọng của x nhân kỳ vọng của y, tức là kỳ vọng của tích bằng tích kỳ vọng, nó chỉ xảy ra khi x y là hai biến ngẫu nhiên độc lập. Còn nếu phi là một cái hàm số liên tục thì và x là biến ngẫu nhiên thì z bằng phi x là biến ngẫu nhiên, thì cái này lúc nãy mình có nghiên cứu rồi nè. Và cái kỳ vọng của cái z này đó là kỳ vọng của phi x thôi. Rồi tùy thôi. Tùy theo nó là giá trị liên tục hay rà rạc mà z là mà mình tính cái lực phân tính cái kỳ vọng của nó. Thấy không? Thì ở dưới này thì các em có thể tham khảo thêm. Thì chúng ta lưu ý là kỳ vọng của x là cái giá trị trung bình mà x nhận được. Thấy không?
Ví dụ như là x là chiều cao của cây trồng loại A cùng độ tuổi thì e x là chiều cao trung bình. Còn nếu y là biến ngẫu nhiên chỉ năng suất lúa của một thửa ruộng ở vùng B nào đó thì e y nó chính là năng suất lúa trung bình của cả vùng. À, tuy nhiên kỳ vọng của biến ngẫu nhiên x không phải là trung bình cộng tất cả các giá trị. Không, mà trung bình cộng có trọng số nha, có trọng số. À, trung bình cộng tại vì x1 nó nhận giá trị xác suất là B1. Rồi x2 nhận giá trị xác suất B2 tức là trọng số của nó. Thấy không? Đó. Thì nó là cái trung bình cộng theo trọng số chứ không phải là trung bình cộng tất cả các giá trị đó. Em lưu ý như thế. Thì đó là cái tính chất của kỳ vọng. Đó mình sang cái phần khái niệm tiếp theo là khái niệm phương sai. Bây giờ đối với biến ngẫu nhiên x mà nó có kỳ vọng là e x rồi thì khi đó biến ngẫu nhiên là x trừ e x bình phương. Thấy không? Tức là mình sẽ lấy x nè, mình trừ cho cái kỳ vọng của nó, mình lấy x mình đi trừ cho cái kỳ vọng của nó nha, rồi mình bình phương lên, phải không? Bình phương lên thì nó ra một biến ngẫu nhiên mới. Thì biến ngẫu nhiên mới này đó là mình lấy kỳ vọng nó một cái nữa, thì cái kỳ vọng của biến ngẫu nhiên mới này nó gọi là phương sai của biến ngẫu nhiên x ban đầu, và mình ký hiệu nó là dx, phải không? À, như vậy thì tùy theo cái biến ngẫu nhiên x là rời rạc miền giá trị hữu hạn hay rời rạc miền giá trị vô hạn hay là liên tục thì mình sẽ có cái cách tính phương sai nó theo các cái công thức tương ứng ở dưới đây. Rồi, như đây là trong trường hợp là x nó có miền giá trị hữu hạn này, còn trường hợp này x nó có miền giá trị vô hạn đếm được này, còn trường hợp này x là biến ngẫu nhiên liên tục, phải không? Đấy. Từ tính chất của kỳ vọng thì mình thấy là cái chỗ này mình khai triển ra được, khai triển theo hàng đẳng thức đó, khai triển hàng đẳng thức thì mình có là x trừ e x tất cả bình phương, không áp dụng theo hàng đẳng thức thì nó sẽ là gì đây, x bình trừ 2x e x trừ 2x nhân cho e x rồi cộng cho e x bình, và cái e ở phía trước này là cái kỳ vọng nó mình tác động vô từng cái, thì cái này là e x bình phương, không? Còn chỗ này là 2 e x rồi nhân thêm e x nữa, tại e tác động vô đây thì nó gắn vô chữ x này, không phải nhân nha, cái này tác động theo kiểu là lấy kỳ vọng đó, thì nó ra là e x bình phương 2 e x bình phương, không? Cái này là trừ 2 e x bình phương rồi. Rồi cộng cho e x bình phương lại thì nó còn trừ e x bình phương, thấy không? Tóm lại là chúng ta có được công thức gì, phương sai của x nó sẽ bằng kỳ vọng của bình phương trừ đi cho bình phương kỳ vọng, thấy không? Thế thì công thức 2.30 này thì so với công thức theo định nghĩa ở trên đây 2.29 này nó dễ hơn, thấy không? Đấy, thì định nghĩa phương sai là mình sẽ tính theo công thức 2.30 thì nó dễ hơn so với công thức 2.29. Thì mình cũng phân chia làm 3 trường hợp. Trường hợp miền giá trị nó hữu hạn, rồi trường hợp miền giá trị nó vô hạn đếm được, và trường hợp nó liên tục, phải không? Đấy, thì đó là định nghĩa phương sai. Đó mình sang cái đây. Mình hiểu cái phương sai, hiểu nôm na là thế nào? Phương là bình phương, sai là độ sai lệch. Như vậy thì bình phương cái gì và độ sai lệch cái gì? Đấy. Thì em thấy trong cái định nghĩa phương sai của mình đó, trong cái định nghĩa phương sai của mình đó, thì cái e nè, x trừ cho e x tất cả bình phương, thấy không? Bây giờ mình muốn biết là cái x này nó sai lệch so với cái kỳ vọng của nó bao nhiêu thì mình lấy x trừ e x, đúng không? X trừ e x, nhưng mà con số này là con số ngẫu nhiên, nó không phải là con số cố định, thấy không? Có khi nó là gì, có khi nó là khác, cho nên mình muốn tính nó bình quân của nó. Nhưng mà nếu mà em tính bình quân liền đó, thì nếu không có dấu bình phương này thì theo tính chất kỳ vọng thì em tác động cái e vô thì nó e x trừ e x nó bằng không mất tiêu rồi. Cho nên là muốn đo cái sự khác biệt hay cái độ lệch của x so với cái kỳ vọng của nó đó thì mình lấy x trừ e x bình phương lên, sau đó mình lấy kỳ vọng của phần này. Đấy, cho nên là ở đây mình có thể lý giải cái chữ phương sai này có nghĩa là bình phương độ lệch của x so với giá trị kỳ vọng của nó. Thấy không? Độ lệch của x nè so với giá trị kỳ vọng của nó. X nè, giá trị kỳ vọng của nó. X giá trị kỳ vọng của nó. Thấy không? Và mình bình phương lên.
tức là bình quân của cái bình phương độ lệch của x so với giá trị kỳ vọng của nó, thì cái này nó gọi là phương sai. Thấy không? Phương sai. Hay nó còn gọi tắt là gì? Độ lệch bình phương trung bình. Thấy không? Đấy, cái chữ trung bình này nó chính là cái chữ e này. Đó. Độ lệch bình phương, bình phương là chỗ này. À, cái này là độ lệch bình phương trung bình, hay là gọi là phương sai. Thì trong kỹ thuật và công nghiệp hay là kinh tế đó, thì cái phương sai nó thể hiện cái sự không đồng đều, phải không? Nó thể hiện sự không đồng đều của các cái chi tiết máy, phải không? Ví dụ như trong nông nghiệp thì cái năng suất lúa đó, mình đang nghiên cứu về cái biến năng suất lúa, thì cái phương sai nó biểu thị cho cái sự không đồng đều về năng suất lúa. À, tức là có cái thửa ruộng thì năng suất lúa nó cao, có thửa ruộng năng suất lúa nó thấp. Còn trong cái kỹ thuật á, thì về độ chính xác của chi tiết máy nó thể hiện qua cái đường kính của cái chi tiết máy, thấy không? Cái đường kính của chi tiết máy, thấy không? Vậy thì nếu như cái phương sai càng lớn thì coi như cái chi tiết máy này nó càng không đồng đều, có nghĩa là cái nó quá lớn, cái nó quá nhỏ, đúng không? Đó. Còn về tuổi thọ bóng đèn chẳng hạn đi, tuổi thọ bóng đèn thì ví dụ như cái phương sai của cái tuổi thọ càng lớn, có nghĩa là chất lượng bóng đèn càng không đồng đều, thấy không? Càng không đồng đều, có nghĩa là sao? Có bóng đèn có tuổi thọ rất là dài, nhưng mà có bóng đèn tuổi thọ nó rất là ngắn, nó không có đồng đều, thấy không? Còn trong kinh tế, ví dụ như là em đầu tư vào một cái kênh nào đó, thì em gọi ít là cái lợi nhuận khi đầu tư đi, ít là biến ngẫu nhiên chỉ lợi nhuận khi đầu tư đi, thì cái phương sai của ít nó thể hiện cái sự gì? Cái rủi ro. Phương sai càng lớn thì rủi ro càng nhiều, có nghĩa là gì đây? Ba hầu nó lờ thẳm nhưng ba hầu nó lỗ, phải không? Đấy, thì cái phương sai trong kinh tế nó thể hiện của cái biến kinh tế, biến lợi nhuận, thì nó thể hiện cái sự là gì? Rủi ro. Nó biểu thị cái rủi ro trong cái đầu tư, phải không? Đấy, thì em thấy là rõ ràng cái phương sai này nó sẽ đại diện cho cái vấn đề đó. Còn cái trung bình là gì? Trung bình thì nó đại diện cho cái chất lượng, phải không? Đó. Chất lượng hoặc là cái tuổi thọ, ví dụ như tuổi thọ bóng đèn trung bình, tuổi thọ trung bình của nó càng lớn, có nghĩa là bóng đèn này tuổi thọ nó lớn, đúng không? Đấy, nhưng mà nếu mà phương sai nó càng lớn nữa thì nó thể hiện là gì? Bóng đèn này nó không đồng đều. Đó. Một học sinh nó có điểm số là ít, một học sinh nó có điểm số là ít, thì cái e ít đó chính là điểm số trung bình. Đó. Còn cái d ít tức là cái phương sai đó thể hiện là nó học có đồng đều không, phải không? Đấy, tức là cái phong độ nó ổn định không đó. Đó, có khi là cái phương sai nó càng lớn, có nghĩa là nó học có khi là điểm rất thấp, có khi là điểm rất cao, không đồng đều. Cho nên là trong khi mà mình so sánh sức học của hai học sinh đó, thì gặp vấn đề là nếu mà hai học sinh mà có điểm trung bình giống nhau, thì bây giờ mình muốn xếp hạng nó, thì em nào có phương sai càng lớn thì hạng nó càng thấp. Ở đây ý rồi thì ý nói là thứ hạng cao, nghĩa là hạng 1 là thứ hạng cao nhất thêm. Đấy, thì nó là một số vấn đề về phương sai. Và tính chất của phương sai là gì? Tính chất của phương sai thì nếu như cái biến ngẫu nhiên nó là hằng số, có nghĩa là nó lúc nào nó bằng C, nó không có thay đổi gì hết. Nó không thay đổi gì hết. Thấy không? Đấy, thì rõ ràng là phương sai nó bằng 0. Nó đâu có bị lệch cho khỏi cái giá trị của nó, phải không? Thì bên phương sai bằng không. Còn phương sai của AX cộng B thì bằng A bình phương nhân phương sai của X, phải không? Với AB là hằng số. Còn đối với hai biến XY mà nó độc lập thì mình mới có tính chất là phương sai của tổng bằng tổng phương sai thôi. Và em lưu ý là phương sai của hiệu nó cũng bằng tổng phương sai nha em. Đấy, phương sai của hiệu tức là X trừ Y. Nó cũng bằng tổng các phương sai. Thấy không? Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ khảo sát cái ví dụ này để mình nghiên cứu kỹ cái phương sai nha các em.
Thì ở đây em thấy là nó yêu cầu là tính kỳ vọng phương sai của ít này, nó cho bảng phân phối này đúng không? Thì kỳ vọng của nó thì em thấy là không nhân cho 0,1. Lấy thằng ở trên này nhân thằng ở dưới này. Đúng không? Rồi 1 nhân 0,3. Rồi 2 nhân 0,4. Rồi 3 nhân 0,2. Thì đó là 1,7 đúng chưa? Còn cái phương sai đó thì em là lấy là cái kỳ vọng của bình phương trừ đi cho bình phương kỳ vọng. Thì bình phương kỳ vọng á, bình phương của kỳ vọng tức là bình phương của 1,7 này nè, tức là em lấy 1,7 bình phương này đúng chưa. Còn kỳ vọng của bình phương đó, kỳ vọng của ít bình phương á, thì em sẽ lấy cái số này em bình phương lên, em nhân cho xác suất ở dưới, thấy không? Đó, tức là mình sẽ có 0 nhân 0,1 nè, 0 bình phương nhân 0,1, 1 bình phương nhân 0,3, rồi 2 bình phương nhân 0,4, rồi 3 bình phương nhân 0,2, thấy không? Thế thì ở đây em thấy là không bình phương là bằng không đúng không? Một bình phương là một thì chỗ này là còn 0,3 nè. Rồi hai bình phương là 4, là 4 nhân 0,4 là được 1,6 nè. 1,6 nè. Rồi ba bình phương là 9 phải không? 9 nhân 2 là 18 là 1,8. 1,8. À, 1,6 cộng 1,9 ở đâu 1,8. 3,4, 3,7. Đúng không? Thì mình sẽ có là 3,7 3,7 đem đi trừ cho là 1,7 bình phương thì nó ra 0,81, 0,81 nào chỗ này à. Rồi bây giờ nó kêu là tính kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên z bằng 3x cộng 5 nha. Thì mà áp dụng tính chất kỳ vọng nè, kỳ vọng của z thì bằng 3 lần kỳ vọng của x cộng cho 5, đúng không? 3 lần kỳ vọng của x tức là 3 nhân cho 1,7 đúng không, cộng cho 5. Ba nhân cho 1,7 nè, rồi cộng cho 5 rồi bằng ra 10,1. À, 10,1 này tính ra rồi nè. Rồi phương sai của z tức là phương sai của ax của 3x ấy. Công thức là phương sai, tính chất là phương sai của gì, ax cộng b bằng a bình phương nhân phương sai của x ha các em. Đấy, thì mình đang tính phương sai của z tức là nó sẽ ra 3 bình phương nhân phương sai của x, mà phương sai của x là 0,81 phải không? Cơm bố ngoại có rồi đó. Thì áp dụng công thức là thì vì phương sai của x rồi tính cho nên 0,81 phải không? Thì ở đây mình sẽ có là a bình phương là 9 nè. Là 9 là nhân cho 0,81. Bằng nhiêu? 7,29 đúng không? 7,29. 7,29. Thì đối với biến ngẫu nhiên z là như thế. Rồi bây giờ đối với biến ngẫu nhiên t, t thì nó bằng căn bậc 3 của 3 lần căn bậc bậc 2 của x. Như vậy thì mình muốn tính cái kỳ vọng của từ kỳ vọng của t đó. Tính kỳ vọng của t thì mình sẽ lấy cái 3 lần căn bậc 3 của số này nè. Thấy không? Mình nhân cho xác suất tương ứng mình cộng lại. Thấy không? Đây. Thì bây giờ mình sẽ có 3 nhân cho căn không phải không? Nhân cho căn bậc 2 của không là nó bằng không rồi, đáng lẽ mình khỏi ghi đó. Thì ghi vô được cho các em dễ hình dung là 0,1 rồi cộng cho cái gì? 1 3 nhân cho căn bậc 2 của 1 là 1 rồi, khỏi khỏi thôi mình ghi cái căn bậc 2 này để cho các em dễ hình dung thôi. Đấy. Rồi mình nhân cho xác suất tương ứng của nó là 0,3 phải không?
0,3. Rồi tiếp tục cộng cho gì đây? 3 nhân căn bậc 2 của 2. Nhân 2 của 2. Rồi nhân cho 0,4. Rồi cộng tiếp cho là 3 nhân cho căn bậc 2 của 3. Nhân cho 0,2. Thì đây là ra kỳ vọng của T kìa. Kỳ vọng của T dưới đây nè là 3,6363. 3,6363 đúng chưa? Còn cái phương sai của T thì nó bằng là phương sai của T bình phương. Phương sai của T bình phương, xin lỗi, kỳ vọng của T bình phương trừ cho kỳ vọng của T tất cả bình phương, đúng không? Đấy. Thì cái này là T thì nó biến ngẫu nhiên T thì nó bằng 3 lần căn x, vì bình phương T lên thì nó bằng 9x. Vậy thì kỳ vọng của 9x thì nó bằng 9 nhân kỳ vọng của x. Kỳ vọng của x lúc nãy mình tính rồi đúng không? Còn kỳ vọng của T là trên đây mình tính rồi nè. Thế vô mình tính ra. Thì tiếp tục nữa là mình sẽ nghiên cứu cái khái niệm về cái độ lệch chuẩn nha. Cái độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên nó chính là cái căn bậc 2 của phương sai. À, em nhớ cho thầy là độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên x nó chính là căn bậc 2 của phương sai ha. Căn bậc 2 của phương sai. Và nó ký hiệu là sigma x. Thấy không? Thì sigma x của mình nó sẽ bằng là căn bậc 2 của dx. Thì từ tính chất của kỳ vọng đó mình suy ra là từ cái phương sai của ax cộng b nó bằng giá trị tuyệt đối của a nhân phương sai của x. Thấy không? Và mình có cái định lý như sau. Nếu x là nó biến ngẫu nhiên, nó có kỳ vọng là bằng mi và phương sai là sigma bình. Thì khi đó mình lấy cái x sao đó, bằng cách là lấy x trừ cho cái kỳ vọng của nó, rồi tất cả chia cho độ lệch chuẩn, thì cái biến x sao này nó có kỳ vọng bằng 0 và phương sai bằng 1. Và x sao này nó gọi là biến ngẫu nhiên chuẩn hóa của x. Thấy không? Vậy thì có ba cái số đặc trưng là các em lưu ý nè. Cái số thứ nhất là cái kỳ vọng. Và em lưu ý là cái kỳ vọng đó là nó ký hiệu là ex. Ex. Thấy không? Hoặc là nó ký hiệu là mx. Nó ký hiệu là mx hoặc là mx hoặc là mi. Tức là nó có nhiều ký hiệu lắm. Còn cái phương sai á, phương sai thì ở trong tài liệu này của mình là ký hiệu là dx. Nhưng mà nó còn có tài liệu nó ký hiệu là va. Va có x, thấy không? Hoặc là sigma bình phương x hoặc là sigma bình phương. Còn cái độ lệch chuẩn á, độ lệch chuẩn thì mình sẽ ký hiệu là sigma x thôi, hoặc là sigma. Đấy, nó có hai cái. Độ lệch chuẩn là căn bậc 2 của phương sai. Thấy không? Vậy thì độ lệch chuẩn của x nó là căn bậc 2 của phương sai, và nếu mà x nó có kỳ vọng là mi và phương sai là sigma bình, thì cái biến ngẫu nhiên chuẩn hóa của x nó sẽ có kỳ vọng bằng 0 và phương sai bằng 1. Lưu ý ha. Một số cái khái niệm khác, một số cái số đặc trưng khác của biến ngẫu nhiên thì mình có cái moment gốc bậc k. Moment gốc bậc k nó là kỳ vọng của x mũ k đó. Thấy không? Mà chỗ này là mk, nó ký hiệu là mk. Vậy thì mình thấy m1 á. M1 này nó chính là gì? Nó chính là ex. M1 chính là ex hoặc là mi x. Tức là kỳ vọng. Thấy không? Còn cái moment trung tâm bậc k hay quy tâm bậc k là nó ký hiệu là mk. Mk. Thấy không? Mk. Thì như vậy thì em thấy là cái mi2 á, cái mi2 nó chính là định nghĩa phương sai. Thấy không? Mi2 là định nghĩa phương sai. Đấy. Như vậy thì phương sai nó chính là mi2, còn kỳ vọng nó chính là m1. M1. Thấy không? Tức là moment gốc bậc 1 là kỳ vọng, còn moment trung tâm bậc 2 nó chính là phương sai. Và nó có một cái định lý là nếu k l là các số nguyên thì khi đó mk tồn tại thì ml cũng tồn tại. Nếu mk tồn tại thì mi k cũng tồn tại và ngược lại.
đó là cái moment trung tâm và moment gốc. Bây giờ cái định nghĩa khác nữa là cái khái niệm về mod. Mod của biến ngẫu nhiên là gì? Nếu nó là biến ngẫu nhiên liên tục mà nó có hàm mật độ là f, thì cái mod của x nó chính là tại đó nó làm hàm mật độ đạt giá trị lớn nhất, thì chỗ đó nó gọi là mod. Tại cái chỗ x không này nè, nó làm cái hàm mật độ đạt giá trị lớn nhất, thì cái x không này nó gọi là mod của x. Đó là biến ngẫu nhiên liên tục. Còn đối với biến ngẫu nhiên rời rạc á, thì cái mod của x là x không khi và chỉ khi cái xác suất tại điểm x không nó chính là lớn nhất. Thấy không? Ví dụ như em nhìn lên cái bảng phân phối của cái chỗ này, em nhìn lên cái bảng phân phối chỗ này em thấy là x nó nhận giá trị là 0, 1, 2, 3, đúng chưa? 0, 1, 2, 3, và em thấy là xác suất x bằng 2 là lớn nhất, nó bằng 0,4 nè. Chỗ này 0,1, 0,2, 3, 0,2, 0,4, vậy thì 0,4 là lớn nhất. Thấy không? Như vậy thì chỗ này mình suy ra là mod của x, mod của x nó bằng 2. Mod của x bằng 2. Còn tiếp theo là cái mét, mét hay gọi là cái trung vị đó. Cái trung vị thì mình lưu ý là cái hàm phân phối xác suất của mình nè. Cái hàm phân phối xác suất của mình lúc nãy đó là nó nhận giá trị trong khoảng từ 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 0 đến 1 đúng không? X fx nó nhận giá trị 0, 1 như vậy thì mình sẽ tìm một cái điểm x mà tại đó cái fx này nó bằng một đúng bằng 1 phần 2, thì tại cái điểm đó nó gọi là trung vị của biến ngẫu nhiên x, thấy không? Ngoài ra nó còn cái số đặc trưng khác nữa, chẳng hạn như là cái hệ số bất đối xứng, hệ số bất đối xứng, rồi cái hệ số nhọn, thấy không? Hệ số bất đối xứng mình lấy cái moment trung tâm mặt 3 và chia cho cái sigma mũ 3. Sigma là độ là chuẩn không? Thì mình gọi cái này gọi là cái gamma 1. Nếu mà gamma 1 này nó lớn không thì nó là trái, phân bố là trái. Nếu nó nhỏ không thì gọi là phân bố là phải. Ngoài ra thì nó còn cái số cái là hệ số nhọn. Hệ số nhọn thì nó sẽ lấy là moment trung tâm mặt 4 nó chia cho cái sigma mũ 4 thì tất cả đi trừ 3. Nếu cái gamma 2 này lớn không thì phân bố nó có đỉnh nhọn hơn đường cong của phân phối chuẩn. Và nếu gamma 2 này nó nhỏ không thì phân bố nó có phẳng hơn đường cong của phân phối chuẩn. Là như thế này, cái phân phối chuẩn là nó có dạng thế này. Đấy. Còn cái phân bố mà nó nhọn hơn đường cong phân phối chuẩn tức là nó nhô cao lên như thế này. Cái này nhọn hơn nè. Đó. Còn nếu mà cái gamma 2 nó nhỏ không thì nó là nó phẳng hơn như thế này. Đấy. Thì cái này là cái gamma 2 nó nhỏ không. Còn cái này là cái gamma 2 nó lớn không. Đấy. Thì cái này các em có thể tham khảo thêm trong cái ở trên mạng, nó có nhiều cái vấn đề ở trên cái trang wiki á, nó sẽ nói rõ về cái hệ số bất đối xứng này và hệ số nhọn. Còn ở trong chương trình này á, thì em nhớ cho thầy đó là hai ba cái khái niệm chủ yếu là em phải nhớ cho thầy ba cái khái niệm đó là gì: kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn. Ba cái khái niệm đó, tức là bữa nay đó là chúng ta nghiên cứu về cái gì. Bữa nay là chúng ta nghiên cứu về cái biến ngẫu nhiên. Biến ngẫu nhiên thì biến ngẫu nhiên rồi cái luật phân phối của biến ngẫu nhiên, luật phân phối xác suất, rồi nghiên cứu về cái số đặc trưng. Thì biến ngẫu nhiên này đó thì chúng ta nghiên cứu về cái định nghĩa, rồi tính chất, rồi ví dụ, thấy không? Định nghĩa, tính chất, ví dụ rồi cái gì đó.
Rồi cái lực phân phối thì mình nghiên cứu về cái hàm phân phối, rồi cái hàm mật độ, rồi cái bảng phân phối xác suất đúng không? Bảng phân phối xác suất. Và chủ yếu là cái bảng phân phối xác suất thôi, chủ yếu là mình nghiên cứu về biến ngẫu nhiên rời rạc là chủ yếu thôi. Rồi số đặc trưng thì em nhớ cho thầy là cái ba số cơ bản là kỳ vọng, phương sai và cái độ lệch chuẩn. Ba cái này. Thầy ơi, hàm phân phối rồi tới hàm gì thầy? À, cái em chờ thầy chút. Cá nó luộc xong rồi, bây giờ để rau nhút vô hoặc là để cà chua vô được món canh chua. Còn cái kia này chiên lên là được đấy, còn 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 cái sầu huyết đó là luộc cho con ăn rồi, ăn được rồi. Thì bây giờ thầy giải thích là cái hàm phân phối nè. Hàm phân phối là bây giờ khi mà mình có biến ngẫu nhiên nè, có biến ngẫu nhiên ít nè, phải không? Biến ngẫu nhiên ít thì mình sẽ được cái biến cố, mình sẽ được một cái biến cố, biến ngẫu nhiên nó sinh ra cái biến cố, phải không? Cái biến cố là nó có dạng ít bé bằng ít này. Đấy, thì ít bé bằng ít này là một cái số thực, cái ít nhỏ là số thực, phải không? Còn ít lớn là biến ngẫu nhiên, mà bản chất của biến ngẫu nhiên đó là hàm, đúng không? Đấy, thì bây giờ chỗ này mình được cái biến cố này mình đi tính xác suất của nó đi, tính xác suất của nó, không tính xác suất của nó, và xác suất này mình đặt là bằng f lớn ít, thì cái f lớn ít này nó gọi là hàm phân phối, nhớ chưa? Hàm phân phối xác suất. Thì lúc nãy mình học rồi đó, là lúc nãy mình có phần là mình tìm hiểu lại là mình lập cái hàm phân phối từ cái bảng phân phối xác suất đó, nhớ không? Ở đây thầy lật lại cái bài lại cho các em rồi. Đây là ví dụ 2.11 nè, bây giờ mình có cái bảng phân phối nè, lập thành cái hàm phân phối, nhớ chưa? Hàm phân phối. Đó. Rồi còn hỏi gì không? Rồi bây giờ mình buổi học của mình buổi học thứ buổi này là buổi thứ ba đúng không? Thì mình học về cái biến ngẫu nhiên như thế. Và cái bài kiểm tra thứ ba là nó cũng sẽ xoay quanh cái biến ngẫu nhiên. Và tuần sau đó là mình đã bắt đầu học thực hành rồi, thì mình sẽ chia mỗi mỗi cái nhóm của mình đó, mình chia chia làm hai nhóm thực hành, thấy không? Hai nhóm thực hành. Thì tuần sau mình chưa có học trực tiếp hơn các em, mà ông Thiên Lộc, Phan Thiên Lộc không? Phan Thiên Lộc trốn mà hả? Trời ơi, đại học trốn hoài đây. Nguyễn Thị Thúy Vi có mặt không em? Dạ có thầy ơi. Em cho thầy biết coi chừng nào mình học trực tiếp rồi. Dạ thầy là 14 tháng 3. 14 tháng 3. Vậy thì cái buổi học thực hành đó là mình giảng học online hả? Dạ. Online rồi có máy đâu, các em thực hành, các em có máy tính đầy đủ hết không? Dạ hầu như là có máy tính đó thầy ơi, chỉ có một số trường hợp không có thôi. À không có hả, không có trường hợp không có. Rồi nếu mà bạn nào không có thì cố gắng khắc phục nhiều thầy không? Thì tuần sau là mình sẽ chia làm hai nhóm thực hành. Cái nhóm một là thực hành học trước, thực hành trước không? Thì trong cái buổi học thực hành đó thì sẽ thao tác ở trên máy tính của thầy, thì share màn hình cho các em phải không, vừa thao tác vừa nói, rồi sau đó là các em sẽ ra một cái những cái bài tập cho các em làm theo. Thì lớp của mình làm một cái Google Drive luôn đi, làm cái Google Drive của các bài thực hành của lớp ha. Bây giờ nhóm mình ai làm lớp trưởng không, quên rồi. Thúy Vi ai làm lớp trưởng? Thúy Vi em không biết nữa thầy ơi. Không biết hả? Dạ thì thôi bữa hổm bạn nào liên hệ liên lạc với thầy trước nhất nè. Em hả? Dạ rồi em làm cái Google Drive luôn, thấy không? Làm cái Google Drive để là bài thực hành của lớp, thấy không? Thì chừng nữa mấy bài thực hành của các em đó là em sẽ cũng quay màn hình lại,
em đưa lên đó cho thầy. Dạ. Tại vì có thể là nó dữ liệu nó cao lắm đó. Không biết là mình quay màn hình lại nó ấy không, hay là mình chỉ gỡ cái file thôi, để nữa thầy coi coi. Cái trường hợp thì mình chỉ gỡ cái file thôi cũng được. Gỡ cái file mà cái kết quả bài tập á. Rồi bây giờ tiếp theo là mình thử thử xem coi cái bài kiểm tra số 2 của mình có kết quả khả quan không nha. Các bạn nào chưa làm thì nhắc nhở là làm cho nó sớm đi, để bữa hết hôm hết hàng ngày, ngày mai nữa là nó hết hạn đó. Thì thấy có nhiều đứa chưa làm nè, cái dấu gạch gạch này là chưa làm nè em, thấy không? Thái Dương chưa làm nè, Thảo Di chưa làm nè, Lê Hoàng Di chưa làm nè. Cái này là nhóm 5 luôn, thầy lọc tới nhóm 5 ra luôn đó. Thì vẫn có bạn được điểm 10 nha các em đó, như bạn Trọng Nhân là được điểm 10 nè đó. Rồi có bạn Quỳnh Quốc Pháp điểm 9 nè, điểm 10 cũng nhiều á, có hai đứa điểm 10 là điểm 9 nhiều. Thì bạn nào mà điểm thấp đó thì cố gắng là mình tranh thủ làm lại lần thứ hai đó, tại vì ở đây thầy cho hai lần làm lấy điểm cao nhất mà, phải không? Đấy, cố gắng mình coi lý thuyết, coi bài giảng lại nha, làm cho nó kỹ rồi giùm thầy lấy điểm cao cao đi. Mình còn cái điểm gọi là điểm thực hành, rồi mình còn cái điểm là điểm kiểm tra nữa, thấy không? Điểm thực hành, điểm kiểm tra, rồi điểm trên lớp và điểm thi nữa đấy. Nhưng mà cái tiến trình này thì nó sẽ phản ánh các em coi kỹ lần nữa thi nó tốt hơn. Rồi rồi bữa nay thì học bao nhiêu đó, thì mình có ý kiến thắc mắc gì thì nữa trao đổi thêm nha, được chưa các em? Nghỉ không? Nghỉ không? Đang nghỉ đi. Rồi nghỉ không? Rồi tạm biệt các em. Bye bye thầy. Bye bye thầy. Bye bye thầy. Rồi bye.